Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự hàng ngày của KTV. Toàn thể ban biên tập KTV xin thay mặt nhà báo Việt Thành kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 11, chúng tôi tiếp tục tới với quý vị các tin tức nổi bật về kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Đầu tiên là các thông tin về tình hình chính trường và nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và câu hỏi số phận Nguyễn Xuân Phúc và chính trường Việt Nam từ nay đến Đại hội 14 sẽ ra sao? Và tại sao số phận Nguyễn Xuân Phúc có liên quan gì đến quyết định của Tổng Bí thư Tô Lâm trong cuộc đua quyền lực trước Đại hội 14? Trong khi các nhóm mà ông Tô Lâm muốn kiểm soát và thâu tóm là nhóm miền Trung của ông Nguyễn Xuân Phúc, nhóm Quảng Ninh của ông Phạm Minh Chính, nhóm Nghệ An Hà Tĩnh của ông Trần Cẩm Tú, và nếu không thành công thì Bảy Phúc sẽ bị thịt đầu tiên. Trong bối cảnh chính trường rối ren và phức tạp như vậy, tại sao sau ông Lương Cường, trưởng ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc bất ngờ lại Tập Cận Bình mời sang Bắc Kinh để làm gì? Trong khi ông Phan Đình Trạc hiện nay là người cầm đầu phe Nghệ An rất thân Trung Quốc, vốn là một đối thủ chính trị của Tổng Bí thư Tô Lâm. Vậy Lương Cường đập vỡ nồi cơm của Tô Lâm để lấy lòng Bắc Kinh, ai là người chịu thiệt hại lớn nhất liên quan đến việc Tổng cục 2 phải thay ngựa giữa dòng, tức thay thế Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội? Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hóa giải các đòn phép của ông Tô Lâm như thế nào? Kể từ khi lên nắm giữ chức vụ Tổng Bí thư, đồng thời là Bí thư Quân ủy Trung ương, ông Tô Lâm đã thể hiện rõ ý định muốn đối đầu với Thủ tướng Phạm Minh Chính, bắt đầu từ vụ án IIC. Ông đã sử dụng nhiều biện pháp, bao gồm cả việc tìm cách bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án và loại bỏ Trung tướng Phạm Ngọc Hùng khỏi Tổng cục 2, để tiếp cận giữ kho dữ liệu bí mật của Tổng cục 2. Điều mà trước đây ông Tô Lâm khi còn làm Bộ trưởng Bộ Công an không có thẩm quyền điều tra và xử lý đối với giới chức tướng lĩnh quân đội. Xin đừng quên, Tổng cục 2 là cơ quan tình báo quân đội nắm giữ vai trò then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mệnh chính trị của cả Bộ trưởng Phan Văn Giang lẫn Thủ tướng Phạm Minh Chính và liên quan đến vụ án AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Phần bản tin quốc tế với chủ đề liên quan đến cuộc chiến Ukraine với câu hỏi vì sao cuộc chiến Ukraine không như chúng ta tưởng, có thể sẽ càng leo thang hơn dưới thời Donald Trump. Vẫn với chương trình hội luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với nội dung Lại Đắc Tuấn ảnh hưởng đến Lương Cường, nhân sự nội các Trump hay không ra sao? Phần thứ ba sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Ngoài ra, chúng tôi còn đến với quý vị các nội dung phân tích, bình luận quan trọng khác. Và như thường lệ, chúng ta bắt đầu chương trình bằng bản tin thời sự. Và thưa quý vị, đây là một thông báo ngắn dành cho quý khán thính giả đang theo dõi kênh KTV1 với 250.000 người theo dõi. Vì những lý do nhất định, kênh KTV1 chỉ được sử dụng để phát lại các chương trình buổi trưa và buổi tối hàng ngày của kênh chính KTV News, với thời gian phát sóng chậm hơn từ nửa ngày đến một ngày. Do đó, nếu quý vị nào có nhu cầu cập nhật tin tức nhanh nhất với tất cả các bản tin thời sự dài, ngắn dưới 15 phút mới nhất của kênh chính KTV News, kính mời quý vị hãy bấm vào đường link dưới mỗi video để có thể trở về của kênh chính KTV News. Và xin đừng quên bấm vào nút đăng ký và biểu tượng nút chuông để có thể nhận các thông báo mới nhất từ chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và thưa quý vị. Vụ SCB Trương Mỹ Lan bị đề nghị y án tử hình, việc Mỹ ký thỏa thuận hợp tác về an ninh mạng, các công ty quốc phòng Trung Quốc tham dự hội chợ võ khí Việt Nam, liên hoan ẩm thực đường phố ở Sóc Trăng, Mỹ, Canada và châu Á-Thái Bình Dương họp tại thượng đỉnh APEC, lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh sản xuất hàng loạt máy bay không người lái tự sát, Thủ tướng Đức điện đàm với Putin yêu cầu Nga rút quân ra khỏi Ukraine. Sau 1.000 ngày chiến tranh, trẻ con ở Ukraine thích nghi với thực tế mới, những thay đổi mà ông Trump muốn nhanh chóng thực hiện. Bà Trương Mỹ Lan đã bị bên công tố đề nghị giữ nguyên bản án tử hình, nhưng đồng thời lại được đề nghị giảm mức án tù trong phiên phúc thẩm vụ án rút ruột ngân hàng SCB, báo chí trong nước đưa tin. Tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 4, bà Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã bị tuyên án tử hình cho tội tham ô, 20 năm tù cho tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cộng thêm 20 năm tù nữa cho tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Sau đó bà Lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Đến phiên xử phúc thẩm hôm 15 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị y án bà Lan cho hai tội tham ô và đưa hối lộ, nhưng lại đề nghị giảm án từ 20 năm xuống còn 16 đến 18 năm tù cho tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
cơ sở để giảm án tù cho bà Lan, theo lời của đại diện Viện Kiểm sát được trang mạng Vietnam Plus dẫn lại là có tình tiết giảm nhẹ mới, như bà Lan đã nhận tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có đơn cam kết khắc phục toàn bộ thiệt hại, giao 658 tài sản không thế chấp cùng dự án 6A tại khu Trung Sơn để khắc phục hậu quả, nộp thêm gần 3.000 tỷ đồng, v.v. Bên công tố cho biết khi ra tòa, đơn kháng cáo của bà Lan đã thay đổi từ kháng cáo toàn bộ bản án sang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên đối với hai tội danh không được giảm án, Viện Kiểm sát cho rằng bà Lan cùng lúc thực hiện nhiều hành vi đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tổ chức và có thủ đoạn tinh vi, trong khi hậu quả hành vi tác động xấu đến hoạt động ngân hàng, gây mất an ninh trật tự, làm hoang mang dư luận và mất niềm tin của nhân dân nên không thể giảm án. Ngoài các mức án tù và tử hình, bản án sơ thẩm còn yêu cầu bà Lan có trách nhiệm bồi thường hơn 673.800 tỷ đồng, tức gần 27 tỷ đô la Mỹ cho ngân hàng SCB. Cục An toàn Thông tin Việt Nam và Cơ quan An ninh mạng và An ninh cơ sở Hạ tầng Hoa Kỳ hôm 14 tháng 11 ký thỏa thuận hợp tác với mục đích đảm bảo an ninh mạng trong bối cảnh mối đe dọa trên mạng ngày càng tinh vi và khó lường. Việc ký biên bản ghi nhớ giữa Cục An toàn Thông tin AIS thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Cơ quan An ninh mạng và An ninh cơ sở Hạ tầng CISA thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đánh dấu quan hệ đối tác chính thức giữa hai cơ quan này với mục đích đảm bảo an ninh và góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Truyền thông Việt Nam đưa tin hôm 14 tháng 11. Biên bản ghi nhớ được cho là sẽ tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam. Mối quan hệ đã được thiết lập vào tháng 9 năm ngoái, đồng thời giúp cho Hoa Kỳ thúc đẩy đổi mới và bảo đảm cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, cũng như chống lại các mối đe dọa mạng đang gia tăng. Các bản tin cho hay, hồi tháng 9 năm 2024, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại New York. Khi đó, hai nhà lãnh đạo đã ca ngợi một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương, bao gồm cả hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, bán dẫn và chuỗi cung ứng. CISA được thành lập vào năm 2018 là cơ quan chỉ đạo hoạt động về an ninh mạng liên bang của Hoa Kỳ và điều phối ở cấp quốc gia về an ninh và về khả năng ứng phó của cơ sở hạ tầng quan trọng. Các công ty quốc phòng Trung Quốc sẽ tham gia một hội chợ vũ khí tại Việt Nam vào tháng tới. Một quan chức quốc phòng Việt Nam cho biết hôm 15 tháng 11, một dấu hiệu có thể cho thấy mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia láng giềng, theo Reuters. Việt Nam sẽ tổ chức một triển lãm quốc phòng quốc tế tại Hà Nội từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12, 2 năm sau khi tổ chức hội chợ quân sự đầu tiên, với mục tiêu thúc đẩy sản xuất trong nước cũng như đa dạng hóa nguồn cung cấp thiết bị quân sự, vốn chủ yếu nhập khẩu từ Nga trong nhiều thập niên. Các công ty Trung Quốc sẽ nằm trong số khoảng 140 công ty trưng bày thiết bị tại hội chợ. Quan chức quốc phòng Lê Ngọc Thân cho biết trong một cuộc họp báo, hiện chưa rõ sẽ có công ty nào và bao nhiêu công ty Trung Quốc sẽ tham dự. Không có thiết bị nào của Trung Quốc được trưng bày tại hội chợ năm 2022. Hai nước láng giềng Cộng sản đã nhiều lần tuyên bố trong những tháng gần đây rằng họ muốn thúc đẩy quan hệ an ninh và công nghiệp quốc phòng và đã ký các thỏa thuận sơ bộ về vấn đề này. Quân đội Việt Nam và Trung Quốc cũng thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao và lực lượng cảnh sát biển của họ đã tổ chức các cuộc tuần tra chung ở Vịnh Bắc Bộ. Các nhà phân tích nói với Reuters rằng các cuộc triển lãm quân sự có thể mở đường cho các thỏa thuận quốc phòng. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia cấp cao về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc cho rằng nếu hai bên đạt được thỏa thuận, nó có thể sẽ bị hạn chế ở các thiết bị và năng lực phi chiến đấu như hậu cần, vận tải hàng không và y tế quân sự, vì Việt Nam không thể trông cậy vào Trung Quốc về vũ khí quân sự giá trị lớn cho quân đội của mình, vì nguy cơ Trung Quốc sẽ đình chỉ mọi hoạt động và tiếp tế vào thời điểm căng thẳng. Triển lãm sẽ có sự tham dự của công ty từ 27 quốc gia, bao gồm Mỹ, Nga và Pháp. Một quan chức an ninh nước ngoài cho biết thêm rằng các công ty Iran cũng có thể tham dự. Lãnh đạo các nước họp ngày 15 tháng 11 để thảo luận về bảo mật dữ liệu và luật lệ trong lúc Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC diễn ra tại Lima, bước sang ngày thứ hai. Các đại diện Châu Á-Thái Bình Dương bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau, nhưng không có Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, đã có một cuộc đối thoại bàn tròn không chính thức để bắt đầu Hội nghị Thượng đỉnh. Các cuộc họp song phương và ba bên sau đó được lên lịch diễn ra trong suốt cả ngày. Tổng thống Peru Dina Boluarte đã gặp Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và người đồng cấp Chile Gabriel Boric. Các nhà lãnh đạo thế giới đã đến Nam Mỹ để tham dự hai nghị thượng đỉnh trong tháng này, APEC và G20 tại Brazil, với một chủ đề chính bao trùm là nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump. Đối với các nhà lãnh đạo từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ngày 14 tháng 11 là lần đầu tiên họ tụ họp kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ hôm 5 tháng 11.
kết thúc với chiến thắng cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump, người đã cam kết thay đổi chính sách mạnh mẽ về các vấn đề từ thuế quan thương mại đến biến đổi khí hậu. Chương trình nghị sự chính thức tại diễn đàn do Peru Giàu Tài Nguyên tổ chức bao gồm các nỗ lực tài trợ cho quá trình chuyển đổi năng lượng, quy định về các công nghệ mới nổi, chính thức hóa nền kinh tế và cải thiện hậu cần hàng hải. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo một cuộc thử nghiệm máy bay không người lái tự sát và ra lệnh sản xuất hàng loạt loại vũ khí trên không này, nói rằng việc đưa những loại máy bay không người lái như vậy ra khắp thế giới đòi hỏi phải cập nhật khẩn cấp lý thuyết quân sự. Đài truyền hình nhà nước KRT đưa tin hôm 15 tháng 11. KRT đã công bố những bức ảnh chụp cảnh ông Kim đang nhìn vào máy bay không người lái và trích dẫn lời ông Kim nói rằng cuộc cạnh tranh sử dụng máy bay không người lái cho mục đích quân sự đang diễn ra trên khắp toàn cầu khi giới quân sự nhận ra thành công của chúng trong các cuộc giao tranh ở nhiều quy mô khác nhau. Trước đó, ông Kim đã giám sát cuộc thử nghiệm máy bay không người lái tự sát vào đầu năm nay trong bối cảnh hợp tác quân sự đang phát triển nhanh chóng với Nga, làm dấy lên câu hỏi liệu ông có nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Moscow để phát triển chúng hay không. Còn được gọi là những viên đạn tuần kích, những vũ khí như vậy đã được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến ở Ukraine cũng như ở Trung Đông. Triều Tiên đã cho máy bay không người lái bay qua biên giới đến Hàn Quốc trong vòng nhiều giờ ở các khu vực trọng điểm, bao gồm thủ đô Seoul và vùng cấm bay xung quanh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, khiến Hàn Quốc triển khai vũ khí bắn hạ máy bay không người lái của Triều Tiên. Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều ngày 15 tháng 11 trao đổi qua điện thoại trong suốt một tiếng đồng hồ, một nguồn tin của chính phủ Đức cho biết. Lần gần đây nhất mà đôi bên nói chuyện trực tiếp là tháng 12 năm 2022, chính phủ cho hay. Một phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết cuộc điện đàm ngày 15 tháng 11, Thủ tướng Đức đã yêu cầu Nga rút quân ra khỏi Ukraine. Ông Scholz cũng thúc giục Nga thể hiện thiện chí đàm phán với Ukraine với mục tiêu hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài, phát ngôn viên cho biết. Sau Hoa Kỳ, Đức là quốc gia ủng hộ lớn nhất của Ukraine. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức thường xuyên nhấn mạnh rằng phải ngăn chặn tình trạng leo thang hơn nữa và sự can dự trực tiếp của phương Tây vào cuộc chiến. Trong một thông tin khác liên quan, cùng ngày 15 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov khẳng định nước ông đang đấu tranh để giải phóng toàn bộ lãnh thổ bị Nga chiếm đóng suốt thập niên qua và rằng bất kỳ tuyên bố nào cho rằng Ukraine đang chuyển trọng tâm trong cuộc chiến để ưu tiên an ninh hơn đất đai lãnh thổ đều là sai sự thật. Bộ trưởng Ukraine phát biểu tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Na Uy tại Oslo. Toàn vẹn lãnh thổ là một phần trong giá trị của chúng tôi. Khi được hỏi về các tin tức cho rằng Ukraine đang chuyển trọng tâm cho cuộc chiến, ông Merov nói điều này là sai sự thật và là một phần trong các nỗ lực tuyên truyền của Nga. Our priority is still to protect people, protect the nation, to... Ưu tiên của chúng tôi vẫn là bảo vệ người dân, bảo vệ quốc gia, giải phóng người dân khỏi gần 10 năm chiếm đóng tạm thời. Crimea và Donbass là một phần của Ukraine. So Crimea, Donbass is a part of Ukraine. Okay. Ông cho biết thêm rằng tất cả người dân sống ở các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát đều đang chờ được giải phóng. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về tình hình cuộc chiến Ukraine và câu hỏi: vì sao chiến tranh ở Ukraine có thể càng leo thang dưới thời Donald Trump? Đây là bài phân tích của The Economist với tiêu đề "Chiến tranh ở Ukraine có thể càng leo thang dưới thời Donald Trump", và cũng là nhận định của cựu Bộ trưởng Ngoại giao của Ukraine Dmytro Kuleba, đã giải thích về tình trạng căng thẳng khi ba nhà lãnh đạo Nga, Ukraine và Hoa Kỳ trong thế bế tắc mà ai cũng không thể thua. Ông Trump không thể chỉ đơn giản là ném Ukraine đi. Điều đó sẽ khiến ông trông có vẻ yếu đuối trong ngắn hạn và về lâu dài buộc ông phải khôi phục viện trợ cho Ukraine, khi đó còn yếu hơn và bị chảy máu nhiều hơn. Chúng tôi xin bắt đầu bằng nội dung. Kinh tế dựa trên cái chết đang thúc đẩy cỗ máy chiến tranh của Nga. Vì sao theo đánh giá của Wall Street Journal, tiền đền bù cho những người lính tử trận ở tiền tuyến đang tạo ra các thay đổi thay da đổi thịt trong nền kinh tế địa phương ở một số vùng nghèo nhất của Nga? Theo Wall Street Journal, tham gia vào cuộc chiến Ukraine hiện là lựa chọn kinh tế hợp lý ở các vùng sâu vùng xa nghèo đói của Nga. Đối mặt với tổn thất nặng nề ở Ukraine, Nga đang đưa ra mức lương và tiền thưởng cao để thu hút tân binh. Ở một số vùng nghèo nhất của đất nước này, mức lương của binh lính cao gấp 5 lần mức trung bình. Gia đình của những người tử trận ở tiền tuyến nhận được khoản tiền lớn, khoản bồi thường từ chính phủ.
Đây là số tiền có thể thay đổi cuộc sống của những người ở lại. Gia đình của một người đàn ông 35 tuổi chiến đấu trong một năm và sau đó tử trận trên chiến trường sẽ nhận được khoảng 14,5 triệu rúp, tương đương 150.000 đô la, từ tiền lương của người lính và tiền bồi thường tử vong. Số tiền này lớn hơn cả số tiền anh ta kiếm được nếu làm việc như một thường dân cho đến năm 60 tuổi ở một số vùng. Các gia đình còn đủ điều kiện nhận các khoản tiền thưởng và bảo hiểm khác. Ra mặt trận và bị giết một năm sau đó có lợi về mặt kinh tế hơn so với việc còn sống tiếp theo đó của một người đàn ông, một hiện tượng gọi là kinh tế dựa trên cái chết. Rất nhiều binh lính đã thiệt mạng đến mức các khoản thanh toán tổng cộng lên tới 30 tỷ đô la trong một năm qua. Tính đến tháng 6 là một triệu chứng rõ ràng về cách chiến tranh đang biến đổi xã hội Nga và nền kinh tế nói chung. Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược, Điện Kremlin đã tăng chi tiêu quân sự lên mức cao nhất sau thời kỳ Xô Viết, bù đắp một phần tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các nhà máy vũ khí hoạt động suốt ngày đêm, tạo ra việc làm và mức lương cao. Hiện nay, các khoản thanh toán tử vong ngày càng tăng, đang cung cấp một nguồn của cải cho một số khu vực nghèo nhất của Nga để đổi lấy một lượng binh lính ổn định cho nỗ lực chiến tranh. Cuộc chiến ở Ukraine đã thay đổi vận mệnh của những người lính sẵn sàng chiến đấu, không chỉ tăng thu nhập mà còn tăng địa vị xã hội của họ. Chính phủ Nga đã đưa ra một chương trình mới, có tên là Thời đại của những anh hùng, nhằm mục đích đào tạo các quân nhân làm việc tại các vị trí trong chính phủ. Đối với Điện Kremlin, các khoản thanh toán hào phóng trên đã giúp cho nước Nga không phải tổng động viên những người đàn ông trong độ tuổi chiến đấu. Sau khi đợt tổng động viên trước đó vào năm 2022 đã làm rung chuyển đất nước này và khiến nhiều thanh niên phải chạy trốn ra nước ngoài. Đây là số tiền mà hầu hết người dân ở những vùng lạc hậu này chưa từng thấy trong đời, nên không có gì ngạc nhiên khi nhiều người trong số họ chấp nhận. Và đối với Điện Kremlin, trả lương cao cho binh lính là cách duy nhất để duy trì nỗ lực chiến tranh của họ. Putin đã công khai thúc đẩy quan điểm rằng chết trên mặt trận còn đáng giá hơn là sống một cuộc sống khốn khổ ở những thị trấn nghèo khó của Nga. Và một số quan chức Nga còn tích cực thúc đẩy ý tưởng về lợi ích kinh tế từ cái chết trong chiến tranh. Kể từ khi chiến tranh nổ ra, Nga đã phải chịu hơn 600.000 thương vong, bao gồm cả người chết và người bị thương, theo ước tính của phương Tây. Để bù đắp những tổn thất này và khuyến khích tuyển quân, chính phủ trả cho những người lính chiến đấu ở Ukraine mức lương tối thiểu hàng tháng là 210.000 rúp, tương đương 2.140 đô la, cao hơn gấp 3 lần so với mức lương trung bình toàn quốc là 75.000 rúp. Gia đình của những người lính tử trận có thể nhận được hơn 150.000 đô la tiền bồi thường của nhà nước, khu vực và công ty bảo hiểm. Kết quả là Nga hiện có thể tuyển dụng khoảng 1.000 người mỗi ngày, theo Bộ Quốc phòng Anh cho biết vào tháng 9. Việc tăng lương sẽ có thể thúc đẩy mức độ tuyển dụng trong thời gian còn lại của năm. Đô đốc Tony Radakin đã nói với BBC vào Chủ nhật rằng lực lượng Nga trung bình có 1.500 thương vong mỗi ngày trong suốt tháng 10. Và việc tăng các khoản thanh toán cũng đi kèm với nhiều khó khăn. Tòa án Nga đã xét xử các vụ kiện do những người dân đã cáo buộc người khác cố gắng đánh cắp khoản tiền bồi thường liên quan đến chiến tranh của họ, hoặc phàn nàn rằng một người họ hàng đã mất tích từ lâu đã xuất hiện trở lại để cố gắng đòi một phần tiền bồi thường cho cái chết của con trai. Số tiền chảy vào các gia đình quân nhân cũng có thể mang lại các rủi ro kinh tế. Các khoản chi trả này đã góp phần gây ra tỷ lệ lạm phát cao đang hoành hành ở Nga, khiến Ngân hàng Trung ương phải tăng lãi suất lên gần mức kỷ lục là 21%. Và việc nhiều đàn ông ra mặt trận hơn đang gây ra tình trạng thiếu hụt lao động, khiến các chủ lao động thiếu thợ hàn, tài xế và thợ xây. Tuy nhiên, ở các vùng sâu vùng xa của nước Nga, khoản tiền chi trả cho chiến tranh tạo nên sự khác biệt lớn. Người dân ở những vùng nghèo nhất cũng chi tiêu nhiều hơn. Theo số liệu thống kê chính thức, tại vùng Altai ở miền nam nước Nga, doanh thu tại các nhà hàng và quán bar tăng 56% trong năm nay so với năm ngoái, so với mức tăng 9% trên toàn nước Nga. Những nơi nghèo nhất ở Nga là những nơi hưởng lợi nhiều nhất từ chiến tranh. Người dân ở đó trước đây có rất ít cơ hội như thế này, nên tốc độ thay đổi là rất đáng kể.
ở Buryatia, một vùng núi ở phía đông Siberia. Cách xa thủ đô Nga đến mức nhiều cư dân coi mình có bản sắc gần gũi hơn với các vùng phía bắc Mông Cổ, giáp danh với khu vực của họ. Chiến dịch tổng động viên được công bố vào tháng 9 năm 2022 đã gây ra sự xáo trộn xã hội ở Buryatia, nơi đã gửi hàng chục nghìn người đàn ông đến chiến đấu ở Ukraine, trong đó có ít nhất 1.079 người đã tử vong tính đến tháng 10. Sự tích lũy của cải khổng lồ ở khu vực nghèo đói này có thể giúp giải thích lý do tại sao kể từ tháng 1 năm 2022, tiền gửi ngân hàng ở Buryatia đã tăng 81%. Năm nay, xây dựng nhà ở tăng 32% so với mức trung bình toàn quốc là 2%. Và số tiền này đi kèm với một huy chương nhà nước dành tặng gia đình bà, với dòng chữ, dành tặng gia đình những chiến sĩ đã hy sinh vì nước Nga. Trở lại với nội dung bài phân tích của The Economist, với tiêu đề Chiến tranh ở Ukraine có thể càng leo thang dưới thời Donald Trump. Đây là nhận định của cựu Bộ trưởng Ngoại giao của Ukraine, Dmytro Kuleba, đã giải thích về tình trạng căng thẳng khi ba nhà lãnh đạo Nga, Ukraine và Hoa Kỳ trong thế bế tắc mà ai cũng không thể thua. Theo Dmytro Kuleba, từ năm 2016 đến năm 2022, các nhà ngoại giao và nhà báo phương Tây thường xuyên hỏi các quan chức Ukraine rằng Ukraine đã sẵn sàng nhượng bộ Nga để đổi lấy hòa bình chưa? Đây không chỉ là sự tò mò, mà là phần nổi của tảng băng chính sách chìm trong niềm tin rằng có thể đạt được hòa bình bằng cách hy sinh lợi ích của Ukraine cho Nga. Hãy xem các tiêu đề kể từ tháng 2 năm 2022 để xem cách tiếp cận này dẫn đến đâu. Kể từ khi Donald Trump tái đắc cử, tôi, tức Dmytro Kuleba, đã nói chuyện với các phương tiện truyền thông châu Âu và Mỹ chỉ để biết rằng gần 3 năm sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga, chúng ta lại quay trở lại với những câu hỏi tương tự. Thật đau đớn khi nhận ra rằng người Ukraine có thể lại phải trả giá do những người hiểu sai tình hình tỏ ra áp đặt. Bất kỳ ý tưởng nào mà ông Trump và đoàn tùy tùng của ông có thể ấp ủ liên quan đến việc chấm dứt chiến tranh, chúng sẽ bị thực tế kiểm tra. Câu hỏi đầu tiên đặt ra không liên quan gì đến lập trường của Ukraine. Đó là làm thế nào để khơi dậy sự quan tâm của Putin trong việc chấm dứt chiến tranh. Không thể phủ nhận rằng quân đội Nga đang đạt được tiến triển trong cuộc chiếm đóng dần dần của Ukraine. Ông Putin coi đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy chiến lược hiện tại của Ukraine và các đối tác của nước này không hiệu quả. Ông khinh thường phương Tây vì sự yếu kém và thiếu quyết đoán của họ, và tin rằng cuối cùng ông sẽ thắng thế vì các đối tác đó sẽ không có khả năng cung cấp cho Ukraine đủ sự hỗ trợ để sánh ngang với nỗ lực chiến tranh ấn tượng của Nga. Tuy nhiên, nếu ông Putin mạnh mẽ như ông muốn chúng ta tin, tại sao ông lại nhập khẩu hàng nghìn quân Bắc Triều Tiên và phải dựa vào đạn dược của Bắc Triều Tiên? Các nhà phân tích dường như xây dựng các mô hình hòa bình của họ dựa trên giả định rằng ông Putin là một người ra quyết định hợp lý. Họ bỏ lỡ quan điểm rằng ông đang chiến đấu trong cuộc chiến của cả cuộc đời mình và rằng tham vọng của ông không chỉ giới hạn ở lãnh thổ. Trên dòng thời gian của lịch sử Nga, ông tự coi mình là đại đế Vladimir, người đã phá hủy quyền tự chủ của Ukraine trong đế chế và phá hủy thành trì Cossack cuối cùng của nước này vào năm 1795. Ông Putin coi việc khuất phục Ukraine là một phần cốt lõi trong di sản của mình. Bất kỳ thất bại nào trong việc này sẽ đánh dấu ông ta là Sa Hoàng Nga đầu tiên không đạt được mục tiêu, nghĩa là một kẻ thua cuộc. Ở bên kia Đại Tây Dương, ông Trump cũng không được phép tỏ ra yếu đuối. Ông phải chứng minh với toàn thế giới rằng kế hoạch của ông, bất kể đó là gì, đều tốt hơn nhiều so với Joe Biden. Ông Trump có thể tin rằng chiến lược hiện tại sẽ không ngăn được bước tiến của Nga và do đó phải thay đổi. Cũng công bằng thôi. Nhưng ông nên nhận ra rằng chiến lược này thất bại không phải vì nó về cơ bản là sai sót, mà là vì nó chưa bao giờ được triển khai đầy đủ. Những biện pháp nửa vời và quyết tâm nửa vời đã dẫn đến một nửa kết quả. Nhiều người tin rằng ông Trump sẽ cắt viện trợ tài chính cho Ukraine để buộc nước này phải có thái độ dễ dãi hơn. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky sẽ không ngay lập tức nhượng bộ. Ông vẫn sẽ có một số sự ủng hộ từ Hoa Kỳ, được phái đi trong những ngày cuối cùng của chính quyền ông Biden, cộng thêm nhiều sự ủng hộ hơn nữa từ châu Âu. Nếu tiền cạn kiệt, một động lực mới sẽ xuất hiện và không phải tất cả đều trên chiến trường. Đúng vậy, nếu không có tiền, Ukraine có thể mất hoàn toàn vị thế.
nếu chính quyền Trump sau đó áp đặt các điều khoản hòa bình khó chấp nhận lên Ukraine, và nếu ông Zelensky đồng ý, một kịch bản không thể xảy ra, một bộ phận xã hội Ukraine sẽ phản đối. Bất ổn trong nước sẽ có nguy cơ khiến đất nước này sụp đổ. Điều đó sẽ mang lại cho ông Putin chiến thắng mà ông mong muốn từ lâu, khi coi Ukraine là một quốc gia thất bại. Nhưng trách nhiệm về điều đó sẽ hoàn toàn thuộc về ông Trump. Ông Trump không thể để Ukraine trở thành Afghanistan của mình. Cả ông Zelensky và ông Putin đều sẽ không đồng ý với bất kỳ điều gì, giống như các thỏa thuận Minsk, dù nó đã làm giảm nhưng không chấm dứt tình trạng thù địch sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Cả hai nhà lãnh đạo đều đã đầu tư quá nhiều để chấp nhận các biện pháp nửa vời như vậy ngay bây giờ. Và ý tưởng rằng lãnh thổ đổi lấy an ninh có thể hiệu quả là sai lầm. Cuộc chiến sẽ không kết thúc nếu Ukraine giành lại biên giới năm 1991 của mình, cũng như nếu cả hai bên đồng ý về một ranh giới phân chia mới. Cuộc chiến sẽ chỉ kết thúc khi chấp nhận trận quyền tồn tại của Ukraine như một cường quốc phương Tây độc lập và dân chủ. Ông Putin sẽ không chấp nhận những tổn thất về mặt pháp lý đối với các lợi ích lãnh thổ của mình, và Ukraine cũng không thể chấp nhận điều ngược lại. Do đó, ngay cả khi bất kỳ giải pháp tạm thời nào đạt được, thì đó cũng chỉ là sự tạm dừng trước cuộc xung đột tiếp theo. Nghe có vẻ trái ngược, nhưng trong những hoàn cảnh này, tư cách thành viên NATO sẽ là cách duy nhất để ngăn Ukraine giành lại đất đai của mình trong tương lai. Nhưng ông Putin sẽ không chấp nhận tư cách thành viên NATO của Ukraine. Tóm lại, theo Dmytro Kuleba, không ai trong ba nhà lãnh đạo này, Trump, Putin hay Zelensky, có thể để thua. Các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga coi cuộc chiến này là ý nghĩa sống còn của họ. Ông Trump không thể chỉ đơn giản là ném Ukraine đi. Điều đó sẽ khiến ông trông có vẻ yếu đuối trong ngắn hạn, và về lâu dài, buộc ông phải khôi phục viện trợ cho Ukraine, khi đó còn yếu hơn và bị chảy máu nhiều hơn. Những người mong muốn giảm bớt leo thang do Tổng thống đắc cử của Mỹ thực hiện, có thể sẽ sừng sốt khi thấy điều hoàn toàn ngược lại sẽ xảy ra trong những tháng tới. Ngay bây giờ, cả ông Zelensky và ông Putin đều coi ông Trump là cơ hội để họ thay đổi cán cân theo hướng có lợi cho họ. Đến lượt mình, ông Trump sẽ buộc phải làm theo họ trong việc leo thang đường lối của riêng ông ấy. Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để nói rằng bài toán mới về Ukraine này sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng rõ ràng là thay vì tập trung vào những gì Ukraine sẽ chấp nhận, cách duy nhất khả thi để tiến về phía trước là buộc Nga phải chấp nhận hòa bình. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về tình hình chính trường và nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thấy gì khi Tổng cục 2 thay ngựa giữa dòng, tức thay thế Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân đội? Kể từ khi lên nắm giữ chức vụ Tổng Bí thư, đồng thời là Bí thư Quân ủy Trung ương, ông Tô Lâm đã thể hiện rõ ý định muốn đối đầu với Thủ tướng Phạm Minh Chính, bắt đầu từ vụ án IIC. Ông đã sử dụng nhiều biện pháp, bao gồm cả việc tìm cách bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án và loại bỏ Trung tướng Phạm Ngọc Hùng khỏi Tổng cục 2 để tiếp cận giữ kho dữ liệu bí mật của Tổng cục 2. Điều mà trước đây ông Tô Lâm, khi còn làm Bộ trưởng Bộ Công an, không có thẩm quyền điều tra và xử lý đối với giới chức tướng lĩnh quân đội. Xin đừng quên, Tổng cục 2 là cơ quan tình báo quân đội, nắm giữ vai trò then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mệnh chính trị của cả Bộ trưởng Phan Văn Giang lẫn Thủ tướng Phạm Minh Chính, và liên quan đến vụ án IIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Chúng tôi xin bắt đầu bằng nội dung. Đón trước đòn Phạm Minh Chính ra tay đánh chặn Tô Lâm như thế nào? Cuộc chiến quyền lực trong chính trường Việt Nam tiếp tục có những diễn biến mới. Đầu tháng 11 vừa qua, Tổng cục Tình báo Tổng cục 2 đã thay người đứng đầu. Trung tướng Trần Công Chính được bổ nhiệm thay thế Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, người đã giữ chức Tổng cục trưởng hơn 10 năm. Việc bổ nhiệm này được cho là do Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo. Việc thay thế một vị trí trọng yếu có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng quyền lực giữa các phe phái trong quân đội vào thời điểm này được xem là khá bất thường. Thông thường, những thay đổi đột ngột như vậy chỉ xảy ra khi có đấu đá nội bộ dẫn đến việc loại bỏ đối thủ. Vì thế, sự việc thay ngựa giữa dòng đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận, nhất là khi sự kiện này diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang thất bại trong nỗ lực dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ Đức về nước.
Ngày 8 tháng 11 vừa qua, ông Phạm Minh Chính ký quyết định 1355 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Thái Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, làm Tư lệnh Quân khu 1. Thật ra, ông Thái đã giữ chức vụ này từ ngày 3 tháng 10 2019 đến nay đã hơn 5 năm. Việc ký quyết định bổ nhiệm này chẳng có gì mới, chỉ cho thấy Phạm Minh Chính vẫn đi Nguyễn Hồng Thái tại vị trí cũ. Đáng nói là, từ năm 2021, ông Nguyễn Hồng Thái đã vào Trung ương Đảng. Thông thường, với tướng quân đội được vào Trung ương Đảng thì sẽ được cơ cấu vào ghế thứ trưởng. Ấy vậy mà, đã hơn 3 năm, ông Thái vẫn chưa được gọi về Bộ Quốc phòng để giao chức vụ cao hơn. Ông vẫn ở nguyên vị trí Tư lệnh Quân khu 1. Từ khi ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, chính trường Việt Nam đã có nhiều biến động. Hai phe mạnh trong quân đội bỗng nhiên bừng tỉnh khi thấy Tô Lâm thọc tay vào quân đội. Với cương vị là Bí thư Quân ủy Trung ương, ông Tô Lâm có thể can thiệp vào những quyết định của nhóm Phan Văn Giang và nhóm Lương Cường. Đặc biệt, mới đây, ông Tô Lâm đã bứng được tướng Phạm Ngọc Hùng khỏi ghế Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Tuy nhiên, phe Phan Văn Giang lại có kế sách dự phòng, lập tức đưa người của họ vào thay thế để chặn đường tiến của Nguyễn Hồng Thái. Được biết, ông Thái là một nhân sự thích hợp để ngồi vào ghế Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Ông Thái cùng với ông Hoàng Xuân Chiến đều là người gốc Hưng Yên. Với vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương, ông Tô Lâm muốn đưa Hoàng Xuân Chiến lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho nhiệm kỳ sau, và Nguyễn Hồng Thái sẽ là Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng. Có vẻ như ý đồ này đã bị ông Phạm Minh Chính bắt bài, và đó là lý do vì sao Phạm Minh Chính lại ký một quyết định tiếp tục đi Nguyễn Hồng Thái tại ghế Tư lệnh Quân khu 1. Bộ Quốc phòng là nơi mà Phạm Minh Chính có quan hệ tốt hơn cả ông Nguyễn Phú Trọng trước đây do có chung số phận chính trị với Phan Văn Giang. Vì thế, khi Tô Lâm muốn can thiệp vào Bộ Quốc phòng để đánh Phạm Minh Chính, thì Phan Văn Giang phải ra mặt cản trở. Cho đến hiện tại, ông Tô Lâm vẫn chưa có giải pháp nào khả dĩ để khóa hoàn toàn các đường quyền của Phạm Minh Chính tại Bộ Quốc phòng. Bất lợi cho phe Tô Lâm tại Bộ Quốc phòng là cả hai tướng Hưng Yên đều không thiết lập được cho mình một bộ khung vững chắc như Tô Lâm đã làm tại Bộ Công an. Từ nhiều năm qua, Bộ Quốc vẫn chưa phải là đất diễn của hai ông tướng gốc Hưng Yên. Nếu hai ông có nội lực thì sẽ giúp Tô Lâm rất nhiều. Còn nếu hai ông không có nội lực thì sẽ bào mòn nội lực của Tô Lâm không ít. Thực tế cho thấy, cả Nguyễn Hồng Thái và Hoàng Xuân Chiến đều đang cậy nhờ Tô Lâm, chứ chưa giúp được gì. Nếu Tô Lâm gỡ được đòn đánh của Phạm Minh Chính, có lẽ ông Thái sẽ trỗi dậy và giúp được Tô Lâm nhiều hơn. Hiện nay, đang có rất nhiều người chơi cờ trên bàn cờ chính trị, nhưng nổi nhất vẫn là Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Rõ ràng, ông Chính yếu hơn, nhưng có nhiều phe đang muốn hỗ trợ ông, trong đó có phe Phan Văn Giang trong quân đội. Và thưa quý vị, kể từ khi lên nắm giữ chức vụ Tổng Bí thư, đồng thời là Bí thư Quân ủy Trung ương, ông Tô Lâm đã thể hiện rõ ý định muốn đối đầu với Thủ tướng Phạm Minh Chính, bắt đầu từ vụ án AIC. Ông đã sử dụng nhiều biện pháp, bao gồm cả việc tìm cách bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án và loại bỏ Trung tướng Phạm Ngọc Hùng khỏi Tổng cục 2 để tiếp cận giữ kho dữ liệu bí mật của Tổng cục 2. Điều mà trước đây ông Tô Lâm khi còn làm Bộ trưởng Bộ Công an không có thẩm quyền điều tra và xử lý đối với giới chức tướng lĩnh quân đội. Tổng cục 2 là cơ quan tình báo quân đội nắm giữ vai trò then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mệnh chính trị của cả Bộ trưởng Phan Văn Giang lẫn Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây chính là nơi đã tuyển mộ và sử dụng bà Nhàn làm trung gian trong các thương vụ mua bán vũ khí với Israel. Tổng cục 2 được cho là nắm giữ nhiều bí mật liên quan đến bà Nhàn, các quan chức Bộ Quốc phòng và cả Thủ tướng Chính thông qua những thương vụ này. Trung tướng Phạm Ngọc Hùng đã nắm giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục 2 trong suốt 11 năm. Điều đáng nói là ông Hùng đã quá tuổi nghỉ hưu 4 năm, nhưng vẫn tiếp tục tại vị cho đến khi được thay bởi Trần Công Chính. Nguyên nhân là do một số phe phái trong quân đội, đặc biệt là phe của Bộ trưởng Phan Văn Giang, muốn ông Hùng tiếp tục kiểm soát kho dữ liệu bí mật của Tổng cục 2 để đảm bảo an toàn cho ông Giang và ông Chính trước cuộc thanh trừng của ông Tô Lâm. Khi ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, đồng thời cũng là Bí thư Quân ủy Trung ương, nên Tô Lâm hoàn toàn có thể việc viện lý do ông Hùng đã quá tuổi nghỉ hưu để gia tăng áp lực thay thế Trung tướng Hùng phe Phan Văn Giang khi lý do thiếu người để giữ ông Hùng tại vị đã không còn thuyết phục. Vì vậy,
để tránh đêm dài lắm mộng. Ngay từ tháng 1 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ động bổ nhiệm ông Trần Công Chính vào vị trí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Đây được xem như một bước chuẩn bị chiến lược, sẵn sàng thay thế ông Phạm Ngọc Hùng ngay khi Bộ trưởng Lương Tam Quang thất bại trong việc dẫn độ bà Nhàn từ Đức về nước. Trung tướng Trần Công Chính cũng xuất thân từ Tổng cục 2, chuyên về mảng tuyên truyền. Liệu ông có thể đảm nhiệm tốt vai trò người gác đền như người tiền nhiệm Phạm Ngọc Hùng hay không vẫn cần thời gian kiểm chứng. Tuy nhiên, việc buộc ông Hùng tuốt nghỉ hưu được xem là một chiến thắng cho ông Tô Lâm, nhưng chỉ là một nửa. Ông Lâm đã loại bỏ được người gác đền cũ, nhưng chưa thể đưa người của mình gốc Hưng Yên vào vị trí này. Trong quân đội, phe Tô Lâm có hai nhân vật quan trọng mang tính chiến lược. Đầu tiên là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người được cho là đang nhắm đến vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong nhiệm kỳ tới. Thứ hai là Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, người có đủ năng lực để đảm nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Tuy nhiên, trong cuộc thay ngựa giữa dòng lần này, phe Tô Lâm vẫn chưa thể chen chân vào Tổng cục 2. Rõ ràng cuộc đua quyền lực vẫn chưa ngã ngũ, nên có khả năng ông Tô Lâm sẽ phải sử dụng những biện pháp khác, chẳng hạn như lôi kéo tân Tổng cục trưởng Trần Công Chính hoặc gây áp lực với tướng Phạm Ngọc Hùng, nay đã về hưu. Trong hai phương án này, việc gây sức ép buộc ông Hùng tiết lộ bí mật có vẻ khả thi hơn. Giống như đại bàng gãy cánh, ông Hùng không còn quyền lực để tự bảo vệ mình. Liệu ông có thể tiếp tục cứng đầu trước sức mạnh hô mưa gọi gió của ông Tô Lâm? Nhắc đến Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo, không thể không nhắc đến Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, một nhân vật quan trọng trong lĩnh vực tình báo và an ninh quốc phòng Việt Nam. Ông từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2, phụ trách chỉ đạo tình báo chiến lược và công tác đối ngoại, quốc phòng. Tướng Vịnh được biết đến là người trung thành tuyệt đối với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo một số nguồn tin, ông Phạm Ngọc Hùng từng là cấp phó của Tướng Vịnh tại Tổng cục 2. Năm 2014, khi đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyễn Chí Vịnh đã đề bạt ông Hùng lên vị trí Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Giữa tháng 9 2023, cựu Tổng cục trưởng Nguyễn Chí Vịnh đã qua đời sau thời gian chống chọi với một căn bệnh lạ. Chính quyền công bố ông Vịnh mất vì ung thư, nhưng có triệu chứng tương tự căn bệnh của ông Nguyễn Bá Thanh. Nguyên nhân được cho là do ông nắm giữ quá nhiều thông tin nhạy cảm, khiến một số đồng chí lo ngại. Nhắc đến Tổng cục 2, không thể không nhắc đến Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, một nhân vật quan trọng trong lĩnh vực tình báo và an ninh quốc phòng Việt Nam. Ông từng giữ chức Tổng cục trưởng, Tổng cục 2, phụ trách chỉ đạo tình báo chiến lược và công tác đối ngoại quốc phòng. Tướng Vịnh được biết đến là người hết mực trung thành với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trung tướng Phạm Ngọc Hùng từng là cấp phó của Tướng Vịnh tại Tổng cục 2. Năm 2014, khi đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tướng Vịnh đã đề bạt ông Hùng lên vị trí Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Giữa tháng 9 2023, cựu Tổng cục trưởng Nguyễn Chí Vịnh đã qua đời sau thời gian chống chọi với một căn bệnh lạ. Thông tin chính thức cho biết ông Vịnh mất vì ung thư, nhưng triệu chứng của ông lại được xem là có nhiều triệu chứng tương tự với trường hợp của ông Nguyễn Bá Thanh, người được dư luận cho rằng bị đầu độc. Nguyên nhân được đồn đoán là do ông Vịnh nắm giữ quá nhiều bí mật, khiến một số đồng chí lo ngại. Trước cái chết của ông Vịnh gần một tháng là sự ra đi đầy bí ẩn của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Tương tự như trường hợp ông Vịnh, thông tin chính thức cho biết ông Thành mất do bệnh nặng, nhưng tin đồn nội bộ lại cho rằng ông mất do mâu thuẫn nội bộ. Với tư cách là một tướng lĩnh cấp cao, ông Vịnh được hưởng chế độ chăm sóc y tế đặc biệt. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện ung thư sớm là điều hoàn toàn trong tầm tay. Vậy nên, việc ông không được phát hiện ung thư giai đoạn đầu là điều khó hiểu. Ở Việt Nam, quyền lực thường đi liền với tiền bạc. Tuy nhiên, việc những quan chức cấp cao nhất nhì lại được phát hiện ung thư ở giai đoạn cuối là một nghịch lý chỉ có ở Việt Nam. Có ý kiến cho rằng, dù đã về hưu, ông Vịnh vẫn được pháp luật bảo vệ với tư cách là cựu Tổng cục trưởng Tổng cục 2 vì lực lượng công an không thể tùy tiện điều tra quân đội. Do đó các phe phái khác chỉ có thể dùng biện pháp đe dọa ngầm hoặc mua chuộc để lấy thông tin, chứ không thể sử dụng công an để điều tra, lập hồ sơ như đối với các nhân vật dân sự. Tuy nhiên, sự cứng đầu của ông Vịnh
đã khiến ông phải trả giá đắt. Trở lại trường hợp của ông Phạm Ngọc Hùng, nhiều khả năng ông đang nắm giữ những thông tin thậm chí còn quan trọng hơn cả những gì ông Nguyễn Chí Vịnh từng biết, bao gồm cả thông tin về vai trò môi giới của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong các thương vụ vũ khí giữa Tổng cục 2 và Israel. Điều này khiến ông Hùng trở thành một nhân vật then chốt. Tương tự ông Vịnh, ông Phạm Ngọc Hùng cũng có uy thế của một tướng lĩnh quân đội. Mặc dù đã hết quyền lực, nhưng ông vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Đây là một lợi thế lớn, giúp ông không phải e ngại Tô Lâm. Tuy nhiên, việc không còn quyền lực cũng đặt ông vào tình thế nguy hiểm. Các phe phái đang khao khát thông tin có thể sử dụng thủ đoạn ăn không được thì đạp đổ. Và khi đó, số phận của ông Hùng có thể sẽ giống như ông Vịnh. Số phận của ông Phạm Ngọc Hùng sẽ ra sao? Chỉ thời gian mới có thể trả lời. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành tình báo quân đội, hy vọng ông Hùng có đủ phương kế để tự bảo vệ mình. Cuộc đối đầu giữa ông và Tô Lâm sẽ không dễ dàng cho cả hai bên. Chưa chắc ông Trọng trước đây có nhiều sức mạnh cơ bắp như Tô Lâm hiện nay, nhưng chắc chắn ông Trọng ít kẻ thù hơn Tô Lâm. Khi ông Trọng ngồi ghế Tổng Bí Thư, các phe khác cảm thấy ít nguy hiểm hơn so với Tô Lâm. Nguyên nhân một phần là do Tô Lâm đã để lộ bài quá sớm, không tin hoặc tin rất hạn chế người ngoài tỉnh. Điều ấy có nghĩa các phe khác khó có hy vọng phù Tô để hưởng chút thành quả về sau. Trận chiến và trò chơi chính trị vẫn đang tiếp diễn với nhiều diễn biến khó lường. Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn chưa ngã. Đáng nói, ông Chính là vua trụ hạng hiện nay, tuy thất thế nhưng không thể xem thường. Bởi ông rất giỏi khi tìm ra sơ hở của đối thủ và ra tay đánh úp trước. Hãy cùng chờ xem ai sẽ là người đi nước cờ hiểm tiếp theo. Trong bối cảnh chính trường rối ren và phức tạp như vậy, tại sao? Sau ông Lương Cường, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, bất ngờ Tập Cận Bình mời sang Bắc Kinh để làm gì? Trong khi, ông Phan Đình Trạc hiện nay là người cầm đầu phe Nghệ An rất thân Trung Quốc, vốn là một đối thủ chính trị của Tổng Bí thư Tô Lâm. Vậy Lương Cường đập vỡ nồi cơm của Tô Lâm để lấy lòng Bắc Kinh, ai là người chịu thiệt hại lớn nhất? Chúng tôi xin bắt đầu bằng nội dung Tô Lâm thăm đảo Bạch Long Vĩ để chứng tỏ Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của Biển Đông. Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có chuyến thăm tới một hòn đảo ở phía Bắc Biển Đông, được truyền thông loan tin rộng khắp và được chuyên gia nhận định là quan trọng. Ông Tô Lâm là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm đảo Bạch Long Vĩ trong vùng Vịnh Bắc Bộ kể từ năm 2000, sau khi Hà Nội và Bắc Kinh ký thỏa thuận phân định ranh giới khu vực này sau 9 năm đàm phán. Hồi tháng 3 vừa qua, Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố đường cơ sở mới vạch ra vùng chủ quyền ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ mà Trung Quốc gọi là Beibu, khiến Việt Nam lo ngại. Một số phân tích gia cho rằng Bắc Kinh có thể sử dụng nó như một cái cớ để đẩy Hà Nội vào việc tái đàm phán thỏa thuận phân định ranh giới. Trong chuyến thăm hôm 14 tháng 11 tới Bạch Long Vĩ, ông Tô Lâm đã kêu gọi giới chức huyện đảo này biến nơi đây trở thành pháo đài bảo vệ vùng biển, vùng trời ta trên vịnh Bắc Bộ, truyền thông nhà nước đưa tin. Theo Thông tấn xã Việt Nam, đảo Bạch Long Vĩ có vai trò là cửa ngõ, áng ngữ kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, có vai trò là trung tâm hậu cần và trung truyền cho các hoạt động quân sự trên biển, một tiền đồn kiểm soát an ninh trật tự trên biển. Còn Carl Thayer, giáo sư thuộc Học viện Quốc phòng Úc ở Canberra nói, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Bạch Long Vĩ được coi là một chuyến đi để tìm hiểu về điều kiện sống và làm việc của người dân địa phương. Tuy nhiên, ẩn ý của chuyến đi này là nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng đảo đối với an ninh quốc gia và quốc phòng trong chủ quyền của Việt Nam với các đảo và biển. Truyền thông đưa tin nhấn mạnh rằng Bạch Long Vĩ nằm cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ 15 hải lý. Giáo sư Carl Thayer lưu ý, khoảng cách này có nghĩa là đảo nằm hoàn toàn trong vùng biển của Việt Nam. Bạch Long Vĩ là đảo xa nhất của Việt Nam tính từ đất liền và là đảo có người sinh sống lớn nhất ở Biển Đông, với diện tích khoảng hơn 3 km2. Đảo cách Hải Phòng 110 km và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 120 km. Bạch Long Vĩ được Trung Quốc bàn giao cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào tháng 3 năm 1975, nhưng một số nguồn của Trung Quốc đã chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Chu Ân Lai lúc đó là đã nhượng đảo cho Việt Nam. Vào tháng 12 năm 1992, đảo trở thành huyện đảo thuộc chính quyền thành phố Hải Phòng. Hiệp định phân định trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với Vịnh Bắc Bộ được ký kết vào năm 2000
nhìn nhận Bạch Long Vĩ là đảo của Việt Nam và hoàn toàn không có tranh chấp nào đối với chủ quyền của hòn đảo này. Với tầm quan trọng của Bạch Long Vĩ là một trong những đảo tiền tiêu của Việt Nam, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là một hoạt động bình thường. Trước ông Tô Lâm, hai chủ tịch Việt Nam là Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang cũng đã thăm đảo vào các năm 2010 và 2014 và đã có những tuyên bố mạnh mẽ về việc bảo vệ mỗi tấc đất của biển và đảo quê hương. Bắc Kinh hiện vẫn chưa đưa ra phản ứng gì về chuyến thăm mới đây của ông Tô Lâm. Chính phủ Trung Quốc không có và không thể tranh chấp chủ quyền với Việt Nam về đảo này. Nhưng điều này không ngăn cản một số người Trung Quốc theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tiếc nuối là Trung Quốc đã trao Bạch Long Vĩ cho Việt Nam. Liên quan đến các thông tin về gia đình của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với câu chuyện Nguyễn Thanh Nghị gặp khó, Nguyễn Minh Triết mắc kẹt, phải chăng ông Ba Dũng hết bài? Bất chấp các ý kiến cho rằng ông Tô Lâm sẽ củng cố sự ủng hộ của nhóm miền Nam đối với mình thông qua ông Nguyễn Tấn Dũng vì ông Dũng có ảnh hưởng đáng kể ở miền Nam. Cũng như nhiều nhà bình luận đã đưa ra ý kiến là ông Tô Lâm sẽ bắt tay với ông Nguyễn Tấn Dũng, đưa con ông Nguyễn Tấn Dũng là ông Nguyễn Thanh Nghị lên phó thủ tướng, chuẩn bị lên thủ tướng ở giai đoạn tới. Dù gì thì đó chỉ là đồn đoán, chúng ta không biết chính xác được, nhưng đó cũng là một khả năng. Sau cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng, tưởng chừng như cựu thủ tướng Ba Dũng có cơ hội trỗi dậy, dẫn dắt cánh miền Nam đứng lên. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Ba Dũng và Tô Lâm đã được công khai, vừa có ân nghĩa với Phạm Minh Chính, vừa thân thiết với Tô Lâm, tương lai của nhánh Ba Dũng dường như rộng mở. Rất nhiều tờ báo nước ngoài cũng chú ý đến lợi thế này. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng sau cái chết của ông Trọng, thế lực mạnh nhất không phải là Tô Lâm mà là Ba Dũng. Có lẽ những ý kiến trên đã quên rằng dù Ba Dũng có mối quan hệ rộng, có đông đàn em, trong số đó có người đã và đang đứng trên đỉnh cao quyền lực. Tuy nhiên Ba Dũng là quan chức về hưu, ông đã không còn quyền lực trong tay nên khó có thể làm chủ cuộc chơi. Người làm chủ cuộc chơi phải tự dựa sức mình, chứ không thể đi cậy nhờ thế lực khác. Tô Lâm là Tổng Bí Thư khác xa những đời Tổng Bí Thư trước. Có lẽ do ông xuất thân từ công an và cũng do ông là người đã tạo phản để chiếm ghế Tổng Bí Thư, nên ông không có kế hoạch dùng người một cách cởi mở như những Tổng Bí Thư tiền nhiệm. Nhờ vào tập thể gốc Hưng Yên tại Bộ Công an mà Tô Lâm mới có được ngày hôm nay. Vậy nên khi lên đến đỉnh cao quyền lực, ông vẫn kiên định dùng người Hưng Yên là chính. Người ngoài tỉnh được sử dụng rất hạn chế, chỉ trong một số trường hợp rất đặc biệt. Cho đến nay, ông Tô Lâm vẫn chưa thu xếp cho ông Nguyễn Thanh Nghị vào bất kỳ vị trí nào trong Ban Bí Thư. Mặc dù Ban Bí Thư hiện nay rất thiếu người, do một số đã rời đi để nhận nhiệm vụ khác, Tô Lâm đang cố gắng ổn định vị trí cho Trần Lưu Quang và Nguyễn Duy Ngọc trong Ban Bí Thư và tìm cách đẩy hai người này vào Bộ Chính trị, mở đường cho việc sắp xếp họ vào những chiếc ghế quan trọng. Tuy nhiên, điều này gặp phải sự chống đối từ nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh. Nếu đưa Nguyễn Thanh Nghị vào Ban Bí Thư, liệu Tô Lâm có đủ sức để đẩy cả ba người vào Bộ Chính trị hay không? Vì thế, Nguyễn Thanh Nghị vẫn đang gặp khó khăn. Bài toán đưa Nguyễn Thanh Nghị vào Bộ Chính trị quả là quá khó đối với Ba Dũng trong lúc này. Ông Nguyễn Tấn Dũng có ba người con, hai người con trai đầu và con út theo nghiệp chính trị, con gái giữa thì làm kinh tế. Nguyễn Thanh Nghị như đầu tàu kéo cho đoàn tàu nhà Ba Dũng tiến lên. Ở tuổi của Nguyễn Minh Triết hiện nay, Nguyễn Thanh Nghị đã là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Có lẽ Ba Dũng tìm mọi cách để đưa Nguyễn Thanh Nghị tiến lên, để đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt. Nếu ông Nghị vào được Bộ Chính trị, chứng tỏ thế lực đương thời đang hậu thuẫn cho nhà Ba Dũng. Bằng không, Nguyễn Minh Triết cũng gặp khó, bởi Trung ương Đoàn là võ đài thu nhỏ của Trung ương Đảng. Những suất cơ cấu cho vị trí bí thư thứ nhất và bí thư thường trực Trung ương Đoàn cũng đấu nhau rất khốc liệt. Đặc biệt, hai suất này còn được chỉ đạo từ thế lực ở thượng tầng, tức Bộ Chính trị. Có lẽ, cơ hội tốt hơn cho Nguyễn Thanh Nghị là ở nhiệm kỳ 2026-2031. Còn bây giờ, Tô Lâm vẫn ưu tiên bài toán bố trí đồ đệ để hoàn thành bộ khung quyền lực cho mình. Trở lại nội dung, vậy Lương Cường và phe cánh đang mưu toan đập vỡ nồi cơm của Tô Lâm để lấy lòng Bắc Kinh, và ai là người chịu thiệt hại lớn nhất? Truyền thông quốc tế đưa tin, ngày 15 tháng 11, 2024,
Chủ tịch nước Lương Cường trong bài diễn văn tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Peru đã đưa ra một thông điệp cảnh báo về nguy cơ chiến tranh thương mại trên toàn cầu. Đây được cho là một chỉ trích mạnh mẽ nhất đối với Tổng thống Donald Trump sau khi tái đắc cử lần thứ hai. Ông Lương Cường là chính khách số 2 của Đảng Cộng sản Việt Nam và được đánh giá là nhân vật thân Bắc Kinh. Trên mạng xã hội của người Việt, gần đây đã có luồng ý kiến cáo buộc Lương Cường là Lê Chiêu Thống. Đồng thời, những tuyên bố mang tính thù địch với Hoa Kỳ của ông Lương Cường như vừa kể càng cho thấy chủ trương chống Mỹ và thân Trung Quốc của một bộ phận không nhỏ của giới chức lãnh đạo Việt Nam. Bên cạnh đó, đã có các nhận xét cho rằng việc Chủ tịch nước Lương Cường mượn diễn đàn hội nghị thượng đỉnh APEC ở Peru để thu sự giận dữ với ông Trump. Điều đó có liên quan gì đến vụ việc cảnh vệ của ông Cường bị bắt ở Chile với tội danh quấy rối tình dục? Với nhiều nghi vấn cho rằng khả năng cao sẽ có bàn tay của một lãnh đạo cấp cao có ảnh hưởng rất lớn đối với Bộ Công an Việt Nam. Cũng như liên quan gì đến dự án tỷ đô của tập đoàn Trump Organization tại tỉnh Hưng Yên, quê nhà của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là một dự án bao gồm hai hệ thống sân golf 54 lỗ, cùng với một mạng lưới khách sạn, khu nghỉ dưỡng và khu dân cư phức hợp cao cấp. Theo giới phân tích quốc tế, dự án kể trên có lẽ sẽ chẳng được quan tâm nhiều như thế nếu ông Donald Trump không tái đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ hai. Cũng như Hưng Yên không phải là quê nhà của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng một loạt các vây cánh thân cận của ông ta. Việc Tổng thống Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai là điều ban lãnh đạo Bắc Kinh hoàn toàn không mong muốn. Ở nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Trump đã tạo ra quá nhiều bất lợi cho Trung Quốc thông qua cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, đã làm cho nền kinh tế của Hoa Lục bầm dập đáng kể. Do vậy, phản ứng của Chủ tịch Việt Nam Lương Cường tại hội nghị thượng đỉnh APEC dứt khoát không thể loại trừ khả năng bảo vệ quyền lợi cho Trung Quốc. Điều đó chắc chắn sẽ khiến cho ông Donald Trump và nội các sẽ rất không hài lòng. Để thấy, động thái vừa kể ông Lương Cường đã nhất tiễn, hạ xong điều, đó là vừa lấy lòng được họ Tập và Trung Nam Hải. Đồng thời phá vỡ mọi nỗ lực của Tổng Bí thư Tô Lâm, người đã và đang muốn đưa Việt Nam xích lại gần với Mỹ và phương Tây nhiều hơn. Việc sau khi lên nắm quyền, một số các lãnh đạo hàng đầu của chính phủ Việt Nam thường nỗ lực thúc đẩy đầu tư tại quê hương nhằm thay đổi bộ mặt cho quê nhà là điều dễ hiểu. Như cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với tỉnh Quảng Nam, hay như ông Ba Dũng ở tỉnh Cà Mau với tổng vốn đầu tư lên tới hàng trăm triệu đô la. Nhưng dự án của tập đoàn Trump Organization tại tỉnh Hưng Yên, quê nhà của Tổng Bí thư Tô Lâm, không đơn giản như vậy. Dự án này có liên quan trực tiếp đến tân Tổng thống của Hoa Kỳ thứ 47, ông Donald Trump, nên ông Tô Lâm và phe cánh chắc chắn còn có các lợi ích về chính trị. Theo nhà báo David Hutt, ông Tô Lâm cùng phe cánh chính trị thông qua dự án này sẽ giành được ảnh hưởng lớn đối với chính quyền Mỹ sắp tới đây. Đây là điều Bắc Kinh và một bộ phận chiếm đa số trong nội bộ lãnh đạo Việt Nam thân Trung Quốc hoàn toàn không mong muốn. Trong lúc, nhà nước Việt Nam trong những năm vừa qua đã và đang vận động chính phủ Hoa Kỳ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, nhưng vẫn chưa thành công. Đây là điều có ảnh hưởng rất lớn đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ, khi kim ngạch đang tiếp tục tăng cao. Ông Lương Cường không ý thức được rằng việc tìm mọi cách để đập vỡ nồi cơm của ông Tô Lâm cũng như làm đẹp lòng Bắc Kinh thì người dân và đất nước Việt Nam phải chịu thiệt hại lớn nhất. Trong bối cảnh chính trường rối ren và phức tạp như vậy, một câu hỏi được đặt ra sau ông Lương Cường, trưởng ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc bất ngờ lại: Tập Cận Bình mời sang Bắc Kinh để làm gì? Liên quan đến tình hình chính trường và nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo giới thạo tin, từ nay đến Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14, chỉ còn khoảng 13 tháng. Vấn đề trọng tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm phải giành bằng được chiếc vé, trường hợp ngoại lệ, để có tên trong danh sách nhân sự chủ chốt. Việc ông Tô Lâm đương kim Tổng Bí thư để trở thành trường hợp ngoại lệ được coi là vấn đề đương nhiên. Nhưng đến nay, ông Tô Lâm vẫn chưa giành được sự đồng thuận của đa số ban chấp hành trung ương. Đây là vấn đề không hề đơn giản. Vì theo nguyên tắc, nếu kết quả ban chấp hành trung ương ra biểu quyết, lựa chọn ông Tô Lâm là trường hợp ngoại lệ, không đạt được quá bán, thì đồng nghĩa với việc Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phải về hưu sau hơn một năm ngồi trên ghế Tổng Bí thư ở tuổi 69. Vấn đề tuổi tác là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với các thành viên tứ trụ khóa 13 hiện nay. Theo giới quan sát,
Tính đến đầu năm 2026, khi Đại hội Đảng lần thứ 14 diễn ra, khi đó hai ông Tô Lâm và ông Lương Cường cùng 69 tuổi, ông Phạm Minh Chính sẽ 67 tuổi, còn ông Trần Thanh Mẫn sẽ ở tuổi 64. Theo quy định hiện hành về độ tuổi tái cử, cả hai ông Tô Lâm và Lương Cường đều đến tuổi phải về hưu, cũng như ông Phạm Minh Chính không đủ tuổi để ngồi lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Do đó, việc giành vé trường hợp ngoại lệ là câu chuyện không hề đơn giản. Theo giới quan sát, khả năng cao nội bộ đảng sẽ đạt được phương án cả ba ông Tô Lâm, Lương Cường, Phạm Minh Chính sẽ cùng ở lại hoặc cùng nghỉ hưu. Nhưng Tổng Bí thư Tô Lâm lại không muốn như vậy. Theo ông Tô Lâm, trường hợp ngoại lệ cho Đại hội 14 chỉ có duy nhất một trường hợp và chỉ một mà thôi. Đây là lý do đã khiến cho cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư Đại hội 14 càng trở nên quyết liệt và một mất, một còn. Kể từ sau hội nghị Thành Đô năm 1990 về việc Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa mối quan hệ giữa hai nước, mà thực chất đó là sự đầu hàng vô điều kiện của ban lãnh đạo Hà Nội đối với Trung Nam Hải. Kể từ đó cho đến nay, bộ máy lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đều phải nhận được sự đồng thuận của ban lãnh đạo Bắc Kinh. Đó là lý do vì sao lãnh đạo Trung Quốc từng gọi ban lãnh đạo Việt Nam là những đứa con hoang đàng trở về với đất mẹ. Cụ thể, tháng 6 2014, trong bối cảnh căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. Khi đó, Hoàn Cầu Thời báo, một phụ bản của Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng một bài viết với tiêu đề "Trung Quốc thúc giục đứa con hoang đàng hãy trở về nhà". Trong bài viết này, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ví von ban lãnh đạo Việt Nam như những đứa con hoang đàng và kêu gọi hãy quay trở lại với đất mẹ Trung Hoa. Đây là cách diễn đạt thể hiện thái độ hết sức trịch thượng nước lớn của Trung Quốc trong việc xử lý mối quan hệ với ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là một cách thể hiện tham vọng ảnh hưởng hoặc kiểm soát đối với Việt Nam. Mà nếu nói theo cách nói của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì mình phải thế nào thì họ mới nói như thế chứ? Điều vừa kể có liên quan gì đến chuyến thăm của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương, làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Bắc Kinh từ ngày 11 tới 15 tháng 11, 2020 vừa qua? Nếu biết rằng ông Phan Đình Trạc hiện nay là người cầm đầu phe Nghệ An, là một đối thủ chính trị, đồng thời là người liên tục dòm ngó chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an khi Tổng Bí thư Trọng chưa qua đời. Có nhiều biểu hiện đã cho thấy, các phe Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình và Quảng Nam đã và đang nỗ lực liên kết với phe tướng lĩnh quân đội để chống lại Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là điều hết sức đáng lo ngại đối với chính trường Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm tại thời điểm hiện nay. Câu hỏi: số phận Nguyễn Xuân Phúc và chính trường Việt Nam từ nay đến Đại hội 14 sẽ ra sao? Và tại sao các nhóm mà ông Tô Lâm muốn kiểm soát là nhóm miền Trung của ông Nguyễn Xuân Phúc, nhóm Quảng Ninh của ông Phạm Minh Chính, nhóm Nghệ An Hà Tĩnh của ông Trần Cẩm Tú thì bảy Phúc sẽ bị thịt đầu tiên? Chúng tôi xin bắt đầu bằng nội dung. Vì sao sau khi về hưu, bảy Phúc lại kém Phúc nhất trong số tứ trụ? Theo đó, từ khi về hưu, ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước, lại trở thành tâm điểm trong một số vụ án kinh tế quan trọng. Đầu tiên là vụ Việt Á, liên quan đến trách nhiệm của ông khi còn là Thủ tướng. Nguồn tin nội bộ cho Thoi Bao.de biết ông Phúc mất chức chính vì vụ án này. Như luật bất thành văn, các vị trí tứ trụ là không thể bị truy tố. Vì thế, dù vụ Việt Á liên quan đến sinh mạng của rất nhiều người trong đại dịch, nhưng lại được đảng giải quyết khá nhẹ nhàng. Ông Phúc chỉ bị cho về vườn, chứ không chịu bất kỳ một hình thức trừng phạt nào của pháp luật. Trước ông Phúc, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bị rơi khỏi vũ đài chính trị vì những chính sách kinh tế tệ hại. Đồng thời, ông Dũng còn để cho con gái trở thành bà trùm không ai trong lĩnh vực tài chính. Tất nhiên, trong sự yếu kém của các dự án kinh tế ấy, không thể thiếu tham nhũng. Tham nhũng đem lại nguồn tiền khổng lồ cho các quan chức, biến họ thành những người giàu có, với những khối tài sản chìm nổi cực lớn. Nói về ăn thì quan chức nào cũng có. Đó gần như là mẫu số chung của tầng lớp quan lại từ trung ương đến địa phương. Ông Nguyễn Tấn Dũng bị cho là ăn đậm, còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì đang bị khui. Và tất nhiên, ông Phạm Minh Chính cũng không thể nhịn đói không ăn tiền hối lộ.
Quyền lực trong tay cộng với cơ chế thiếu minh bạch là môi trường tốt để tham nhũng nảy nở. Tuy nhiên, rất ít người trong số đó bị đưa ra ánh sáng, hầu hết đều hạ cánh an toàn. Trong đó, nếu ở vị trí tứ trụ, dù có bị lộ mà chịu nhả ghế thì cũng được yên. Ông Nguyễn Tấn Dũng sau khi về hưu thì không còn bị điều tra về những vụ án thời ông còn làm thủ tướng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã về hưu, nhưng xem ra số phận không được êm ả như ông Nguyễn Tấn Dũng. Bởi sau khi ông dàn xếp xong vụ Việt Á, thì lại đến vụ án Trương Mỹ Lan. Nguồn tin nội bộ cho biết, ông Tô Lâm từng dọa tóm ông Phúc, nhưng ông Phúc lại dàn xếp thành công và tạm được yên ổn. Nhu cầu của Tô Lâm không thực sự là muốn làm trong sạch hàng ngũ đảng, mà chỉ muốn tống tiền người không còn quyền lực. Tất nhiên, hồ sơ đen chính là một loại con tin để ông Tổng Bí Thư tống tiền đồng chí và là sếp của ông một thời. Hiện nay, vụ án khu du lịch Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Chí đang hướng thẳng đến nhà ông Nguyễn Xuân Phúc. Trước mắt, ông Mai Tiến Dũng, nguyên bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng, đã không ngần ngại khai ra kẻ chủ mưu cao nhất là cấp trên của ông. Đây lại là cơ hội lớn để Lương Tam Quang tiếp tục tống tiền ông Nguyễn Xuân Phúc. Khả năng cao, ông Phúc cũng không bị truy tố như những vụ án trước, với điều kiện ông phải bung mạnh tiền chuộc cho bộ hồ sơ đen mới này. Tứ trụ về hưu rất nhiều có thể kể ra như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Thị Kim Ngân, Võ Văn Thường, Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, chỉ có ông Nguyễn Xuân Phúc là liên tiếp gặp rắc rối, hết vụ án này đến vụ án khác. Vì sao lại có chuyện như vậy? Thực tế, Thủ tướng là vị trí quyền lực thứ hai trong đảng, nắm quyền điều hành nền kinh tế đất nước, nên cơ hội để sơ múi cũng rất cao. Cho nên, trong số cựu tứ trụ, cơ hội kiếm ăn của Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Tấn Dũng được xem là vượt trội hơn cả. Tuy nhiên, Nguyễn Tấn Dũng có đàn em đang nắm chức Tổng Bí Thư và Thủ tướng. Ngoài ra, ông Dũng còn có nhiều mối quan hệ tốt với các quan chức đương nhiệm khác. So với ông Dũng, thì ông Phúc được xem là thân cô thế cô, nên dễ bị Tô Lâm bắt nạt hơn. Đã qua thời kỳ ăn khẩm, giờ ông Phúc phải nhả ra để mua lấy sự an toàn sau khi hạ cánh. Và thưa quý vị, chính trường Việt Nam hiện nay có 3 chuyển động liên quan đến các lãnh đạo trên thượng tầng. Chuyển động thứ nhất là vụ việc cận vệ của ông Lương Cường bị bắt vì quấy rối tình dục ở Chile ngay trong chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của vị chủ tịch nước. Chuyển động thứ hai là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty IIC, tiếp tục bị truy tố, kết án. Và chuyển động thứ ba xảy ra hôm 2 tháng 11, khi truyền thông nhà nước loan tin ông Mai Tiến Dũng, cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ, thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng, bị truy tố. Trong 3 sự kiện liên quan đến chính trị thượng tầng nêu trên, vụ việc Mai Tiến Dũng làm phát lộ nhiều chuyển động đằng sau hậu trường chính trị Việt Nam rõ ràng nhất. Ông này trở thành chủ nhiệm văn phòng chính phủ đầu tiên ở Việt Nam bị bắt giam và khởi tố vào ngày 30 tháng 4 năm 2024. Điều đáng chú ý là theo truyền thông nhà nước, ông Dũng khai được cấp trên chỉ thị giải quyết các yêu cầu của công ty Sài Gòn Đại Ninh, dẫn đến những quyết định trái pháp luật vào năm 2020. Việc truyền thông nhà nước đưa tin về cấp trên của cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã gây xôn xao trong giới quan sát chính trường Việt Nam. Bởi vì cấp trên cao nhất của ông Dũng trong giai đoạn xảy ra vụ án là cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhiệm kỳ 2016 đến năm 2021. Quá trình Mai Tiến Dũng bị xử lý cho thấy nhiều điều. Số phận chính trị của Mai Tiến Dũng đã kết thúc từ năm 2021, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi bị Quốc hội miễn nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng chính phủ vào năm 2021, 2 năm sau, vào ngày 13 tháng 3 năm 2023, ông Dũng tiếp tục bị Ban Bí thư Bộ Chính trị kỷ luật với mức độ cảnh cáo liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu trong đại dịch COVID-19. 1 năm sau đó, đến ngày 4 tháng 5 năm 2024, ông này bị Bộ Công an bắt tạm giam. Và 10 ngày sau, ngày 16 tháng 5 thì bị khai trừ khỏi đảng. Và gần đây nhất, ngày 2 tháng 11, 2024, ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố. Những lần bị bắt và khởi tố này liên quan đến tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án bất động sản Sài Gòn Đại Ninh. Lần này, ông Mai Tiến Dũng đã khai ra cấp trên của ông là người chỉ đạo ông làm sai.
Tại cuộc họp báo về sự kiện bắt giam ông Mai Tiến Dũng hồi tháng 5 2024, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an khi đó, cho biết Bộ Công an đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Ông Cố Tổng Bí thư khen ngợi lực lượng công an và yêu cầu cơ quan này quyết tâm, quyết liệt hơn nữa theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Lời khai của ông Mai Tiến Dũng về chỉ đạo của cấp trên cùng lời chỉ đạo của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vốn nhất quán với các chỉ đạo trước đó của ông, đã mở ra cánh cửa đưa lưỡi gươm của Bộ Công an đến gần cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Đảng cầm quyền sẽ phá lệ, truy tố cả thành viên tứ trụ dù đã về hưu? Thông điệp gì sẽ được gửi cho hệ thống chính trị nếu truy tố cả thành viên tứ trụ? Giáo sư Carl Thayer ở Đại học Canberra cho rằng Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ đánh dấu một khởi đầu mới cho Việt Nam, vì sự kiện này sẽ thay đổi lãnh đạo của Đảng trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Theo ông, một đường lối mới sẽ được vạch ra. Bất kỳ viên chức nào đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo cao cấp trong Đảng và Nhà nước, bao gồm cả tứ trụ, sẽ nhận được một thông điệp rõ ràng rằng tham nhũng và không giám sát nghiêm ngặt cấp dưới sẽ phải chịu hình phạt. Tóm lại, cuộc chiến chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục. Chiến dịch chống tham nhũng của Đảng cầm quyền từ trước đến nay từng bị cho là chỉ tắm từ vai trở xuống, như lời ông Ngô Văn Sửu, cựu quan chức tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói hồi đầu năm 2024. Tắm từ vai trở xuống có nghĩa là chống tham nhũng chỉ nhắm đến các quan chức cấp trung và cấp thấp, không đụng tới lãnh đạo ở thượng tầng. Theo giáo sư Zachary Abuza ở Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ cho biết, ông không tin chống tham nhũng là nguyên nhân khiến nhiều lãnh đạo cấp cao bị sa thải. Đối với việc nhiều nhà lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam bị sa thải, tôi nghi ngờ lý do chống tham nhũng. Bởi vì cho đến nay, rất ít người bị truy tố. Đinh La Thăng là thành viên Bộ Chính trị duy nhất phải vào tù. Còn những người khác đều được hưởng sự hạ cánh nhẹ nhàng. Họ mất chức, nhưng vẫn giữ được tài sản và quyền lợi của mình. Tất cả họ đều có tài sản không giải thích được. Họ có thể không còn trong các hành lang quyền lực nữa, nhưng họ vẫn đang ở trong các biệt thự và trên sân golf. Nguyên tắc bất thành văn, không trảm tứ trụ, ít nhất cho đến nay vẫn được duy trì. Trong lịch sử của Đảng cầm quyền, chưa từng bao giờ có một trong các chức danh Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Tổng Bí thư bị truy tố. Ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 1 năm 2023 và sau đó Võ Văn Thưởng tháng 4 năm 2024 đều được Trung ương cho thôi chức vụ và về hưu. Theo nhiều nhà quan sát, nền chính trị thượng tầng của Việt Nam không thuần nhất mà có nhiều nhóm khác nhau. Do đó, trên đường đến Đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn phải bình định để bảo đảm quyền lực trên thượng đỉnh của mình ổn định. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc bị trảm, thì đây là lần đầu tiên một tứ trụ bị xử lý hình sự. Câu hỏi đặt ra là, trong bối cảnh chính trị thượng tầng Việt Nam đang hướng tới Đại hội 14 vào đầu năm 2026, điều đó có hàm ý gì cho các tứ trụ, hiện tại và tương lai nói riêng, và cả hệ thống chính trị nói chung? Giáo sư Carl Thayer cho rằng cựu Chủ tịch nước Phúc đã thuộc về quá khứ, nhưng nếu ông này bị truy tố, đây sẽ là thời điểm thiết lập tiền lệ cho Việt Nam. Chiến dịch chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng không bỏ sót bất kỳ lĩnh vực nào, và điều này bao gồm cả các quan chức cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước. Những viên chức này được phép nghỉ hưu và trong một số trường hợp, chẳng hạn như Lê Thanh Hải, sau đó đã bị khai trừ Đảng khi có thêm thông tin chi tiết về tham nhũng được đưa ra ánh sáng. Đối với trường hợp ông Phúc, theo giáo sư Carl Thayer, nếu ông này bị kỷ luật, Tổng Bí thư Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, sẽ gửi một thông điệp tới các ứng cử viên tiềm năng cho tứ trụ rằng lý lịch của họ phải trong sạch, nếu không, họ sẽ phải đối mặt với việc bị sa thải. Trao đổi với RF, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ cho rằng ông Tô Lâm là một tay chơi cờ lão luyện. Trong lúc ông Nguyễn Phú Trọng còn sống, ông Tô Lâm lúc này còn là Bộ trưởng Công an, đã mạnh mẽ loại bỏ nhiều nhân vật có tiềm năng trở thành Tổng Bí thư. Kết quả là khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, thì ông Tô Lâm nhiễm nhiên trở thành Tổng Bí thư do không còn đối thủ. Nhưng đường đến Đại hội 14 đầu năm 2026 còn dài. Vẫn còn nhiều nhóm chính trị thách thức quyền lực thượng đỉnh.
Khi một ông thủ tướng lên làm việc, ông sẽ có một bộ sậu. Sau đó, ông sẽ có quyền lực để ảnh hưởng, kết nối nhiều phe phái, nhiều nhóm khác nhau để họ quy thuận ông thủ tướng. Ông cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay ông đương kim thủ tướng Phạm Minh Chính đều có nhiều lực lượng phía sau. Cho dù họ rời ghế thì quyền lực mềm của họ vẫn còn đó, những kết nối vẫn còn đó, cho nên họ vẫn còn khả năng kết nối với nhau và có thể thể lật đổ vị trí của ông Tô Lâm. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ nói tiếp. Theo tiến sĩ Vũ, ông Nguyễn Xuân Phúc dù đã về hưu nhưng vẫn nắm trong tay khả năng ngáng đường đương kim Tổng Bí thư Tô Lâm. Và vì thế sẽ là đối tượng cần bị loại bỏ. Các nhóm mà ông Tô Lâm muốn kiểm soát là nhóm miền Trung của ông Nguyễn Xuân Phúc, nhóm Quảng Ninh của ông Phạm Minh Chính, nhóm Nghệ An Hà Tĩnh của ông Trần Cẩm Tú. Vị tiến sĩ kinh tế kiêm nhà phân tích chính trị cho hay. Giáo sư Zachary Abuza chia sẻ một góc nhìn chung với tiến sĩ Vũ. Theo ông Zachary, có những dấu hiệu cho thấy Nguyễn Xuân Phúc có thể không may mắn như những người tiền nhiệm, bởi vì Bộ Công an vẫn tiếp tục điều tra ông và vợ. Ông phân tích, Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục bị điều tra không phải vì họ tham nhũng hơn những người còn lại trong ban lãnh đạo, mà bởi vì người ta phải hiểu rằng ông Phúc không chỉ là đối thủ chính trị của ông Tôm Tô Lâm Lâm, mà còn là đối thủ về kinh tế nữa. Chỉ cần mở một cuộc điều tra công khai về ông ta đã có thể đủ để giữ ông ta trong khuôn khổ mà không cần dùng đến những bài báo giật tít mạnh. Mai Tiến Dũng chắc chắn đang cố gắng ám chỉ cựu thủ tướng, cựu chủ tịch nước để tự cứu mình. Chúng ta hãy quan sát xem Nguyễn Xuân Phúc có thực sự bị khởi tố và truy tố hay không. Điều đó có liên quan đến cuộc đấu giành suất trường hợp đặc biệt như thế nào. Tuổi tác là một vấn đề đối với các thành viên trong tứ trụ hiện nay. Đến đầu năm 2026, khi Đại hội 14 diễn ra, ông Tô Lâm sẽ 69 tuổi, ông Lương Cường 69 tuổi, ông Phạm Minh Chính sẽ 67 tuổi, ông Trần Thanh Mẫn sẽ 64 tuổi. Như vậy, cả hai ông Tô Lâm và Lương Cường đều đến tuổi phải về hưu. Ông Phạm Minh Chính không đủ tuổi để làm tiếp một nhiệm kỳ nữa. Chỉ còn ông Trần Thanh Mẫn đủ tuổi thêm một nhiệm kỳ. Các nhà quan sát chính trị Việt Nam đang đặt ra những khả năng khác nhau. Các ông Tô Lâm, Lương Cường, Phạm Minh Chính sẽ cùng ở lại, cùng về hưu, hoặc một số phải về hưu nhưng có một người ở lại. Trong bối cảnh đó, quyết định của giới lãnh đạo đối với số phận của ông Nguyễn Xuân Phúc rất có thể sẽ ảnh hưởng tới đi hay ở của các thành viên tứ trụ hiện thời. Về trường hợp đặc biệt thì ông Tô Lâm sẽ ở lại, còn những người khác đi về, bởi vì ai cũng ở lại hết, thì không còn là đặc biệt nữa, và không còn luật lệ nữa. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ cũng cho rằng, đến thời điểm Đại hội 14 diễn ra vào đầu năm 2026, ông Tô Lâm mới làm Tổng Bí thư khoảng 2 năm. Do đó, ông sẽ không về hưu mà muốn có được nhiệm kỳ tiếp theo. Vấn đề tiếp theo nữa là ông sẽ chuẩn bị những người sẽ thay thế ông Phạm Minh Chính, ông Lương Cường. Theo giáo sư Zachary, ông Tô Lâm sẽ củng cố sự ủng hộ của nhóm miền Nam đối với mình thông qua ông Nguyễn Tấn Dũng, vì ông Dũng có ảnh hưởng đáng kể ở miền Nam. Trên đường đến Đại hội 14, ông Phạm Minh Chính đang bị gây sức ép với vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn của công ty IIC. Đối với ông Lương Cường, giáo sư Zachary cho rằng ông Lương Cường sẽ không bị buộc phải ra đi vì vụ bê bối ở Chile liên quan đến một thành viên trong đội cảnh vệ của ông. Dù đó là một vụ đáng xấu hổ. Tuy nhiên, theo giáo sư Zachary, điều đó có khả năng được sử dụng để chống lại ông Cường trong tương lai. Việc số phận ông Nguyễn Xuân Phúc bị treo lơ lửng ở thời điểm này qua việc công bố lời khai của ông Mai Tiến Dũng trên báo chí, cũng như các sự kiện liên quan khác, như vụ án IIC liên quan đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, vụ việc bất ngờ cảnh vệ của Chủ tịch nước Lương Cường bị bắt ở Chile vì quấy rối tình dục, đều đang góp phần củng cố con đường đi đến Đại hội 14. Sự kiện sẽ quyết định ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2030. Các nhà quan sát chia sẻ một nhận định chung rằng ông Tô Lâm sẽ là trường hợp đặc biệt duy nhất tại đại hội đó. Vâng, bây giờ chúng tôi mời ông Nguyễn Huy Vũ, vì Nguyễn Huy Vũ chờ cũng khá lâu rồi. Một lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại nữa. Chúng tôi, vâng, xin mời ông Nguyễn Huy Vũ. Vâng. Dạ, xin bổ sung thêm một cái vài ý đối với cái anh thì như nãy cái nãy một vài vị có nói đó, thì khi mà lãnh đạo một quốc gia đó thì cái vấn đề là cái người lãnh đạo đó họ còn chọn những cái người mà trung thành với mình, nhất là không phải là trung thành một cách
không biết gì mà là trung thành, theo nghĩa là trung thành về mặt cái hướng đi, về mặt chính sách. Thì cái câu chuyện của ông Donald Trump đó, thì trong cái nhiệm kỳ đầu tiên đó, thì chúng ta thấy là nó dẫn cái chuyện mà các cái nội các, các thành viên nội các của ông đó, đã không có đồng ý với cái chính sách của ông, vì vậy là dẫn đến là một cái sự chính phủ nó xáo trộn liên tục. Cho nên rút kinh nghiệm từ lần đó, cho nên cái lần này thì ông Donald Trump ông chọn những cái người mà trung thành về mặt chính sách với ông và tin tưởng vào cái hướng đi về mặt chính sách của mình. Đó là cái cách mà ông rút kinh nghiệm từ cái lần đầu. Riêng cái chuyện mà nhiều người bảo là ông Donald Trump sẽ rút khỏi NATO, hay là Donald Trump sẽ rút khỏi Đài Loan, hay là rút khỏi Hàn Quốc, thì đó là cái chuyện mà nó phóng đại. Thì chúng ta biết ấy, là chúng ta biết là Donald Trump là một cái con người là cái gốc là từ là doanh nhân, nên chúng ta phải biết là giới doanh nhân, nhất là giới doanh nhân ở Nam Mỹ và Bắc Mỹ ấy, thì thường họ deal ấy, họ làm một cái thương lượng với lại đối tác của mình ấy, thì thường họ đặt cái cửa đầu tiên là họ đưa ra một cái giá rất là thấp ấy, họ sẵn sàng bước đi để mà cho đối thủ họ bắt buộc họ phải đẩy cái yêu cầu của mình xuống, rồi cuối cùng là hai cái yêu cầu đó nó phải điều chỉnh lại với nhau để mà nó bắt gặp nhau ở một cái điểm giữa. Cho nên khi mà Donald Trump ông đưa ra một cái giá rằng ok, nếu mà bên châu Âu và các nước châu Âu là không chịu chi phí nhiều hơn, chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, ít nhất là có thể là 2% và có thể là tăng lên khoảng 3-4%, thì bên Mỹ nó bắt buộc phải rút khỏi NATO. Thì ông đưa ra một cái gọi là cái offer, cái deal đấy, cái đưa một cái giá như vậy đó. Bắt buộc phải NATO họ phải điều chỉnh lên, họ phải điều chỉnh ok, tôi đồng ý sẽ trả 2% chi phí, 2% GDP cho chi phí quốc phòng, có thể tôi tăng thêm khoảng 2.5% hoặc là 3% trong những năm tới. Đó là một cái cách mà Donald Trump sẽ đưa ra như vậy. Tương tự như là các nước Hàn Quốc và Đài Loan cũng vậy, thì Donald Trump đưa ra một cái gọi là một cái đe dọa ấy, để mà cuối cùng là đạt được một cái deal, một cái hợp tác, nó dẫn đến là nó có lợi hơn cho phía Mỹ. Đó là cái cách mà một người doanh nhân họ làm, chứ không phải là nhiều người ở ngoài họ nghĩ là ok là Donald Trump là muốn rời khỏi NATO, hay là Donald Trump rời khỏi Đài Loan, hay là rời khỏi Hàn Quốc, thì nó chỉ nó không có. Đó là cái cách mà giới doanh nhân họ làm. Đấy, nó khác với là cái giới mà giới chính trị chuyên nghiệp. Giới chính trị chuyên nghiệp thì có thể là họ làm việc theo kiểu khác, chứ không phải là làm việc như kiểu giới doanh nhân. Nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng nó vẫn là như vậy, nó vẫn là nó khiến cho khiến cho châu Âu nó mạnh mẽ hơn, đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng, hoặc là khiến cho Đài Loan phải bắt buộc phải mua nhiều vũ khí hơn của Mỹ, là Hàn Quốc bắt buộc phải trả nhiều chi phí hơn. Đó là cái cách mà Mỹ nó phải làm như vậy để mà chi, để mà khi mà các nước kia, nước nào, các nước đồng minh của Mỹ, nước nào cũng giàu mạnh về vũ khí, thì lúc đó là Mỹ trở nên nó tự do hơn. Và khi mà một cái Mỹ mà có một cái đồng minh mạnh mẽ thì không có nước nào mà họ dám mà gây ra cái sự gọi là sự bất ổn chiến tranh cả. Đấy, nó cũng giảm bớt cái gánh nặng chi phí cho Mỹ nhiều hơn. Thì đấy là cái chuyện mà là chúng ta cần phải biết. Vâng, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái bình luận của quý vị ở đây, tên là Như Nguyễn hay Như Huyền, thì đã nói rằng là quan trọng là có làm được việc hay là không. Thì đây là một cái bình luận như vậy. Và chúng tôi cũng nhận được một cái chia sẻ trên kênh riêng, nói rằng là, và có gửi cho chúng tôi một cái link ở đây, nói rằng là ở Việt Nam thì báo chí truyền thông Việt Nam cũng không kém thì truyền thông của quốc tế và khu vực theo dõi rất là sát và rất là quan tâm tới những cái việc mà cơ cấu ở trong chính phủ sắp tới của nội các đấy, của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ tới đây đấy. Và cái đường link này gửi cho chúng tôi của một tờ báo trong nước ở đây, thì là của chính thống của nhà nước ấy, thì có những cái thông tin như này chúng tôi có thể chia sẻ luôn ở đây, tức là để xem quý vị có thể qua đây thấy họ theo dõi rất khá là chặt chẽ ở đây. Người ta nói rằng là như vậy, tức là ông Donald Trump vào ngày 12 tháng 11 theo giờ địa phương thì đã đề cử, tức là đề cử thêm ấy, một số các cái vị trí, chẳng hạn như là cựu giám đốc tình báo quốc gia là John Ratcliffe, là người đứng đầu cơ quan tình báo trung ương CIA, người dẫn chương trình Fox News, và cựu chiến binh
Pete Hegseth thì làm tức là đây là đề cử đấy làm bộ trưởng quốc phòng, và nghị sĩ Florida Michael Wallace làm cũng đề cử làm cố vấn an ninh quốc gia. Rồi thì trước đó một ngày là hôm 11 tháng 11 thì là ông Trump cũng đã đề cử hạ nghị sĩ từ New York là bà Elise Stefanik làm đại sứ Liên Hợp Quốc. Đấy, rồi thì ông thượng nghị sĩ Florida là Marco Rubio đấy, người gốc Cuba đấy, người Mỹ gốc Cuba đấy, có khả năng thì được chọn, được pick, được làm ngoại trưởng. Và cả cả năm người thì được cho là có cái lập trường là cứng rắn đối với Bắc Kinh. Đó thì ngoài ra thì còn một số cái tên nữa mà mọi người đang tiếp tục nhắc tên và chờ đợi là xem không biết là sẽ được đưa vào các vị trí như thế nào. Chẳng hạn như là người ta rất là quan tâm là tới trường hợp của ông cựu đại diện thương mại ông Robert Lighthizer thì ra làm sao, rồi nhiều nhân vật khác nữa, như là Tennessee Bill hay là ông cựu đại sứ tại Đức của Hoa Kỳ trước đây trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump trước đây, đây là ông Richard Grenell thì như thế nào. Đó, thì các cái thông tin thì vừa rồi thì các vị khách mời cũng đã đề cập, chẳng hạn như là những cái thông tin được nêu như AP thì cũng có cái bài ghi rất là rõ, đề cập rất rõ trường hợp là có cái đề cử tổng trưởng lý đối với Matt Gaetz. Thế rồi thì một số các vị trí khác nữa trên trang VOA News bản tiếng Anh của chúng tôi thì cũng thì VOA cũng đang theo dõi rất là kỹ các cái chuyển động. Đó thì là còn nêu rất rõ các cái vấn đề, các cái vị trí làm sao, đó là chuyển động như thế nào. Còn trên trang nhà của chúng tôi tại địa chỉ voatiếngviệt.com thì cũng đã có rất nhiều những cái bài vở và mục đấy là nêu rõ là các cái vị trí đang được đề nghị bổ nhiệm này ra làm sao, và có cả cái bình luận theo đó như thế nào. Chẳng hạn như là ngay hôm qua thôi thì chúng tôi có bài được khá nhiều các vị độc giả vào và quan tâm theo dõi, có cái lượng thống kê tăng khá cao, đấy là bài ông Trump bổ nhiệm ông Elon Musk làm lãnh đạo chiến dịch thúc đẩy hiệu quả chính phủ đấy. Mà đây thì là nói luôn là ông Musk và cựu ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa là ông Rick Ramaswamy thì sẽ đồng lãnh đạo cái bộ gọi là bộ hiệu quả chính phủ mới được thành lập, một thực thể mà ông Trump cho biết là sẽ hoạt động bên ngoài ranh giới của chính phủ. Đó thì là có nhiều cái. Thế rồi thì chúng tôi cũng đăng một cái bài nữa ở theo nguồn của Reuters là đăng hôm nay 14 tháng 11 2024 đấy, thì theo nguồn Reuters của hãng tin Anh thì nói là đội ngũ của ông Trump lên danh sách các tướng lãnh phải ra đi. Thì trong này có đoạn nói rằng là các thành viên trong nhóm chuyển tiếp của tổng thống đắc cử Donald Trump đang lập danh sách các sĩ quan quân đội sẽ bị sa thải, có thể bao gồm cả hội đồng tham mưu trưởng liên quân theo hai nguồn tin. Và đây sẽ là một cuộc thay đổi chưa từng có tại ngũ giác đài. Kế hoạch sa thải này đang ở giai đoạn đầu sau chiến thắng bầu cử của ông Trump hôm 5 tháng 11 và có thể thay đổi khi chính quyền của ông Trump bắt đầu hình thành, theo các nguồn tin quen thuộc với quá trình chuyển giao và yêu cầu giấu tên để có thể nói chuyện thẳng thắn với các kế hoạch này. Và một trong các nguồn tin đã đặt câu hỏi về tính khả thi của việc sa thải hàng loạt tại ngũ giác đài, và cũng chưa rõ liệu là ông Trump có trực tiếp ủng hộ kế hoạch này hay là không, mặc dù trước đây ông đã chỉ trích mạnh mẽ các lãnh đạo quốc phòng nào và phê phán ông. Thì ông Trump cũng từng nói trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ sa thải các tướng lãnh và những người chịu trách nhiệm về cuộc rút quân rắc rối khỏi Afghanistan năm 2021, và đội ngũ của ông Trump thì cũng chưa phản hồi các cái bình luận này. Thế còn cái nguồn tin thứ hai đó thì cho biết là chính quyền sắp tới có khả năng sẽ tập trung vào các sĩ quan quân đội mà được cho là có liên quan đến ông Mark Milley, cựu chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân. Ông Milley được trích dẫn trong cuốn sách chiến tranh của Bob Woodward xuất bản vào tháng trước đấy, thì gọi ông Trump là kẻ phát xít từ tận cốt lõi ở trong ngọc kép đấy, và các đồng minh của ông Trump đã nhắm đến ông Milley vì cho là không trung thành với ông Trump. Đấy thì nói cái nguồn thứ hai nói rằng tất cả những ai được Miley cất nhắc và bổ nhiệm sẽ bị loại bỏ. Rồi thì nói thêm là có một danh sách rất chi tiết về tất cả những người có liên hệ với ông Miley và họ sẽ đều bị loại bỏ. Thế thì như quý vị biết là hội đồng tham mưu trưởng liên quân của Hoa Kỳ thì bao gồm các sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ và bao gồm các lãnh đạo của lục quân, hải quân, thủy quân, lục chiến, không quân, lực lượng vệ binh quốc gia và lực lượng không gian vân vân. Thì mời quý vị vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiếngviệt.com để theo dõi các tin tức, các bài vở đấy, và liên quan nhất là liên quan đến chủ đề này. Thế còn ở trên một số các trang của các cái trang web của một số những cái think tank, những cái tổ chức mà nghiên cứu về tư vấn về chính sách đấy, thì chiến lược đấy, thì là họ cũng có những cái bài vở mà thể hiện sự quan tâm. Chẳng hạn như trên trang nhà của Council on Foreign Relations, tức là CFA đấy, thì có cái bài là cái sự chuyển đổi năm 2025 thì ông Donald Trump khi mà bây giờ thì là đã thắng cử được, đã cử tổng thống rồi, thì bây giờ thì ông sẽ cần phải như thế, tức là cơ cấu để phối trí cái như thế là nội các của mình ra làm sao. Thì đấy là một cái chủ đề mà họ cũng rất là quan tâm bên cạnh các cái chủ đề khác. Thì ở trên trên trang nhà của viện think tank của Anh là Chatham House,
Đấy, một thì chắc thằng nào thì có cái bài là Can Trump do can Mr. Trump do a deal with Mr. Putin on Ukraine, tức là liệu ông Trump có thể là có được một cái thỏa thuận, một cái deal nào đó với ông Putin về vấn đề Ukraine hay là không, chiến tranh Ukraine hay không. Vâng, thì trước khi chúng ta chuyển sang cái vòng câu hỏi sau mà có liên quan tới thời sự Việt Nam đấy, thì chúng tôi thấy là ông Lê Minh Nguyên, tiến sĩ Lê Minh Nguyên có giơ tay, thì nếu mà được thì ông có 2 phút. Vâng, thì mời ông. Dạ vâng, tôi bây giờ để trả lời anh Trần Trung Đức thì những cái gì tôi nói không phải là tôi đặt điều, mà những cái gì tôi nói nếu mà quý vị Google thì quý vị sẽ thấy hết. Thí dụ như cái chuyện mà bà Tulsi Gabbard Nga được coi gọi là girlfriend thì cái chuyện đó mà Google thì ra, hay là cái chuyện mà bà nằm ở trong danh sách khủng bố cần phải theo dõi thì chính miệng bà nói ra, thì cái chuyện đó quý vị cứ Google thì sẽ thấy cả. Còn cái chuyện mà ông Trump ổng có thích Hitler hay không thì cái chuyện đó nó cũng có trên on the record, chính miệng ông Trump nói là ông Hitler là làm một số những điều tốt. Và nếu mà tướng của tôi á, thì tôi thấy tướng của tôi thích tướng của tôi giống như tướng của Hitler, và ông đã thích đọc những cuốn sách của Hitler, cái chuyện đó thì ai cũng biết, và ông đã cốt những cái câu nói của Hitler thì chuyện đó ai cũng biết. Thành ra vấn đề là vấn đề đây là bây giờ ông đã nắm chính quyền thì ông có tổ chức theo cái khuynh hướng độc tài hay không, đó là cái vấn đề mà cá nhân tôi cũng rất là quan tâm và cần theo dõi. Là bởi vì cái sự phối hợp của ông cũng như câu lạc bộ của những nhà tỷ phú thì họ muốn hoàn toàn là những cái cơ cấu trúc chính quyền hiện tại là họ thay đổi cái cả. Tôi thấy thí dụ như là ông Vivek Ramaswamy là cái ông mà phụ tá với ông Elon Musk để làm cái bộ mà efficiency đó, thì ông nói rằng cái chuyện mà cắt dẹp cái chính quyền từ bỏ ra 3/4, chỉ giữ là 1/4 thôi, 25% thôi thì dễ thôi, lấy con số an sinh xã hội, người nào mà số chẵn thì giữ, số lẻ thì bỏ, thì mình đã loại được 50% còn lại thì là lấy số an sinh xã hội ở số đầu, lúc đầu là mình lấy số cuối, giờ lấy số đầu ai số lẻ bỏ thì mình loại được 25% nữa. Thì đó là cái và cũng như là những cái văn kiện mà họ đã chuẩn bị để mà đã làm mà những cái tài liệu là phải ký trung thành với tổng thống 2 năm, mà trong khi đó hiến pháp thì đòi hỏi là trong quân đội cũng như là về dân sự là phải trung thành với hiến pháp. Trở lại một vấn đề nữa là cái vấn đề di dân, tôi thấy hình như quý vị muốn đồng hóa cái vấn đề di dân và vấn đề tội phạm. Cái vấn đề di dân bất hợp pháp và tội phạm, thật sự nếu ta theo dõi những cái băng đảng tổ chức tội phạm và đưa rất vô nước Mỹ là những người không phải là những người bất hợp pháp, là những người hợp pháp ở Mỹ cũng như là những người ở bên Mexico, là họ đem những cái rất qua. Còn những người di dân là những người là họ đi qua để họ tìm một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, và họ đóng góp, nếu mà theo dõi những cái statistic là họ đóng góp rất lớn cho cái nền kinh tế của Mỹ. Thì những người di dân là họ ít phạm pháp nhất, chứ không phải là họ là những người tội phạm. Và trong cái chương trình trục xuất này thì cái ông Hồ Minh, ông có nói rõ trên cái video TV, ông nói rằng là những người gia đình nào mà có bất hợp pháp thì trục xuất, mà cả những cái người con cái thân nhân hợp pháp cũng trục xuất. Thì dĩ nhiên là ông Hồ Minh là cái người mà trực tiếp để mà giải quyết cái vấn đề mà trục xuất. Thì còn cái vấn đề mà nói rằng Mỹ là American First, tức là Mỹ là first, tức là dẫn lãnh đạo thế giới, thì tôi không có nhìn hoàn toàn là tôi thấy những vấn đề ngược lại. First ở đây tức là chỉ tập trung trong nước Mỹ mà thôi. Thí dụ như ông Trump Jr. thì ông lên TV ông nói rõ rằng là Zelensky 38 ngày nữa thì sẽ không còn quà ăn sáng. Tôi thông Lê Minh Nguyên là xin ông có 15 giây nữa thôi, tại vì là chúng ta còn một cái chuyên mục nữa mà chưa bàn tới. Dạ vâng, thì để kết luận của tôi là những gì tôi nói là tôi nói có sách bách có chứng, chứ không phải là do tự tôi mà nặng ra. Xin hết. Cho tôi một giây thôi.
cho tôi mấy giây thôi. Cái di dân bất hợp pháp là tội phạm. Khi mà anh bước vô nước Mỹ, anh vượt biên giới là anh đã là tội phạm. Tôi chỉ cần nói câu đó thôi là tôi anh đã là tội phạm. 300.000 người đi tị nạn tới một quốc gia thứ ba và quốc gia đó thanh lọc. Ok. Tôi đi xin phép là nước Mỹ nó có lập của nước này. 300.000 người Việt Nam vô là bất hợp pháp. Tôi đâu bước nước Mỹ đã thanh lọc ở bên đảo, nó khác hoàn toàn nha. Anh không có anh có đồng hóa là di dân hợp pháp, di dân bất hợp pháp cho tới khi luật pháp của nước Mỹ khi mà anh vượt. Anh vượt mỗi hàng rào vào nhà người ta từ đồng anh là bất hợp pháp. Vâng, là tôi nước Mỹ nó có luật pháp, anh phải nói như vậy. Xin lỗi quý vị ạ, xin lỗi quý vị một chút, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã nghe được cái nắm được cái sợi chỉ đỏ quan điểm của các vị rồi. Tuy nhiên đề tài này thì có thể trong một cái khuôn khổ một cái chương trình này thì có thể là nó không bao giờ có thể đủ được, thì còn có nhiều dịp nữa để trao đổi. Tiện đây thì chúng tôi cũng nhận được một tin nhắn riêng của một quý vị gửi riêng chúng tôi, nói rằng là vừa rồi thì có xuất hiện một cái hình ảnh hình như là gọi là PR chính trị rồi, nó biểu tượng gì đó, thì đây chúng tôi nói luôn là cái này là không phải là cái quan điểm và cái dự kiến kế hoạch của đài ạ. Thì chúng tôi cái kênh của chúng tôi là hoàn toàn là kênh của VOA, là không đưa cái gì về gọi là mặt quảng cáo cũng như là quảng cáo chính trị hay là quảng cáo thương mại gì ạ. Vâng, thì bây giờ thế này ạ, thì thưa quý vị, chúng ta sang một chủ đề nữa liên quan đến Việt Nam, và nếu có thay đổi thì đến thứ ba tuần tới này, nếu có thay đổi thì chúng trong cái chương trình chuyên mục gọi là cái bàn tròn chuyên đề thứ ba hàng tuần thì chúng ta lại gặp lại có liên quan tới cái thời sự của Hoa Kỳ, nhất là liên quan đến chuyển đổi đấy, quyền lực của Hoa Kỳ và cái tác động như thế nào đối với phần còn lại của thế giới, có thể là liên quan tới Việt, trong đó có châu Á, trong đó có thể có Việt Nam. Thì nếu có cái chương trình đó thì mời quý vị sẽ tiếp tục theo dõi bên cạnh những chương trình khác mà VOA tiếng Việt sẽ tiếp tục cập nhật ở trên trang nhà chúng tôi cũng như trên các platform là kênh YouTube và kênh Facebook của chúng tôi, vân vân, về thời sự quốc tế rồi thì khu vực và Hoa Kỳ nói chung, trong đó có liên quan tới cái bầu cử và hậu bầu cử ở Mỹ. Thưa quý vị, chuyển sang tin tức có thời sự có liên quan Việt Nam thì như là VOA tiếng Việt cũng đã đưa tin đấy, thì tuần này tân chủ tịch nước Việt Nam là đại tướng quân đội Lương Cường có chuyến công du tới Nam Mỹ, trong đó thì ông có thăm chính thức Peru và dự tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC. Thì đây là cái chuyến công du quốc tế đầu tiên của ông ở diễn đàn này và trên cương vị này. Theo truyền thông đấy, đặc biệt là theo truyền thông Nam Mỹ và quốc tế cũng như khu vực ấy, thì ngay trước đó là tại một cái trạng dừng chân trong một chuyến thăm chính thức ở một quốc gia khác đấy, ở cũng ở Nam Mỹ đấy, thì dường như đã có một cái sự cố và nó đã xảy ra và khiến dư luận công luận rất là quan tâm, và một số người đấy có thể đặt câu hỏi nữa. Thì trước hết là sang chuyển sang phần này thì chúng tôi xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Vũ, người đang có mặt như ông nói là đang có mặt ở Nam Mỹ, ở Ecuador đấy, và trước đó là Colombia, thì không biết là ông có theo dõi cái sự kiện này không, và cái sự cố đó là sự cố gì, và nó có cái hệ lụy, cái impact, cái tác động gì hay là không, đặc biệt là nó có ảnh hưởng gì không tới cái chuyến đi của chuyến công du của ông tân chủ tịch nước Việt Nam đại tướng quân đội Lương Cường như thế tới Nam Mỹ, thưa ông? Xin chào anh Quốc Phương. Thì cái sự kiện đó thì được báo đài ở Chile long tin và các báo đài của Việt Nam cũng đăng lại, nhất là báo đài của tiếng Việt ở hải ngoại. Thì vấn đề đó là sự kiện đó là một cái người cận vệ của ông Lương Cường ấy, được cho là ở trong cái phòng khách sạn và gọi đồ ăn tới, và khi mà nhân viên khách sạn đi vào đó thì ông ta chỉ mặc đồ lót thôi, và ông đóng cửa cái phòng lại và ông kêu người nhân viên khách sạn đó là massage cho ông. Đó là cái chuyện mà trên truyền thông nó đưa. Ông nói là ông đây là ai ạ? Là cái ông này là ông cận vệ, ông tên là Lại Đức Tuấn. Thì cái đó là cái trên báo chí truyền thông đưa, còn một cái thông tin ngoài luồng khác nữa là người ta đưa ra là có cái chuyện xảy ra cái chuyện là lạm dụng tình dục, mà người ta có một số người thì cho là quan hệ tình dục, thì cái này chúng ta chưa được kiểm chứng. Nhưng mà cái vấn đề là còn cái chuyện mà luật pháp của Chile đã đưa ông Lại Đức Tuấn ra tòa
và sau đó trục xuất ông và cấm ông quay trở lại Chile trong vòng 2 năm, đó là chuyện có thật. Đấy, là vấn đề nó như vậy. Thì cái chuyện đó là cái chuyện cá nhân của ông Lại Tuấn, nhưng mà nó lại làm ảnh hưởng tới cái gọi là cái bộ mặt của Việt Nam. Đấy, làm ảnh hưởng tới ngay cái bộ mặt của ông chủ tịch nước nữa, thì nó cho thấy là một cái vấn đề rất lớn về quốc thể. Đấy, cho nên đó là về mặt quốc gia. Còn về mặt mà cá nhân đó, thì nó cho thấy là cái hình ảnh của ông Lương Cường đó họ sẽ bị hoen ố, và có thể là ông khi mà ông Lương Cường quay trở về nước, ông có thể sẽ phải đối diện với một cái hình thức khiển trách hay là kỷ luật gì đó ngay bên trong đảng, thì nó sẽ dẫn đến, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tương lai của ông trong cái ghế chủ tịch nước. Vâng, xin lỗi ông, không biết chúng tôi nghe nhầm hay không. Đây là một cận vệ, còn ông ấy là một cái chính xác, hai người khác nhau, làm sao lại có cái kỷ luật? Chính xác. Cái chuyện xử lý ông cận vệ là một chuyện, và chuyện xử lý cái ông Lương, và chuyện mà ông Lương Cường cũng phải có trách nhiệm trong cái chuyện là người đứng đầu đó. Thì ở Việt Nam có một cái hình thức gọi là người đứng đầu có sẽ có trách nhiệm đối với cái người ở dưới, cho nên cái người ở dưới mà có vấn đề gì thì người đứng đầu họ sẽ lãnh một phần trách nhiệm. Có thể là người ta không có thể đuổi ông Lương Cường ngay lập tức, nhưng mà ông Lương Cường sẽ có một cái hồ sơ là quản lý người cấp dưới không đúng và làm ảnh hưởng tới quốc thể, nên người ta sẽ đưa một cái hồ sơ như vậy vào cái danh bạ cá nhân của ông, để mà cái chiều sâu nếu mà có một cái chuyện mà đem ra bầu bán như vậy, thì một cái vết tích như vậy sẽ đưa ra một cái điểm trừ cho ông khi mà họ xét đến ông liệu ông có tiếp tục cái vị trí chủ tịch nước nữa không, thì đó là một cái điểm trừ cho ông trong kỳ tới. Vâng, bây giờ thì không biết các vị khách mời khác có vị khách nào không muốn bình luận gì không về vấn đề này. Chúng tôi thấy là ngay lập tức là thấy ông kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ đã giơ tay rồi. Xin mời ông Nguyễn Đại Ngữ. Các vị khác nếu mà muốn bình luận thì cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Tôi đến đích đưa tay nhanh hơn anh Nguyên một tí, cho nên tôi cảm thấy như là sự trình bày của anh Vũ vừa rồi đó, và tôi lại dùng cái chữ của anh Nguyên sử dụng trước đó. Theo tôi thấy đây là một cái cây tử phù, tới khi cần sử dụng trong tương lai thì sử dụng, nếu mà không cần thì cũng kềm chế được trong tương lai. Cái lá bùa này có thể là sử dụng với một tùy theo mức độ muốn sử dụng, ý tôi muốn nói như vậy. Đây là cũng là một bài học nữa, thưa quý anh. Cái giá trị của phụ nữ và cái mức độ về vấn đề để định nghĩa về xâm phạm tình dục nó khác xa với lại giữa những nước chậm tiến hoặc độc tài và những nước không chậm tiến và ít độc tài hơn. Cái định nghĩa của nó khác lắm. Có nhiều khi có thể quan niệm là như vậy thôi thì không sao cả, nhưng thật sự ra đó là một cái xúc phạm về tình dục. Thành ra có hy vọng đây là một bài học, nhưng mà mặc dù là quá trễ đối với ông Cường, là tại vì đã bị cấy tử phù rồi, nhưng mà đây là một bài học trong vấn đề ngoại giao để bảo vệ thể diện của đất nước và để tăng hiệu lực của cái nỗ lực ngoại giao của mình, thì các vị đó nên cẩn thận. Tại vì một công đôi chuyện, gài một cái tử phù đó rất là dễ dàng. Khi tôi làm việc ở Belize, một ông thứ trưởng ngoại giao của nước Guatemala kế bên qua thăm, thì khi đó tôi làm việc với lại chính phủ của Belize, thì ông này bị gài sao không biết mà lại bị trục xuất ra khỏi nước, là tại vì đã lãng lơ, mình dùng chữ lãng lơ đi, với lại một cô nàng Belize, rồi họ lại lấy cái đó để mà trong chính trị là một sự mặc cả. Nếu mà không mặc cả tốt thì lại
nó lại trở thành là một cái kế tử phụ. Còn nếu mà cả tốt thì mọi chuyện sẽ nó trở thành là một cái vỗ vai cảnh cáo nhẹ thôi. Thành ra mong rằng là mấy vị lãnh đạo Việt Nam nên hiểu cái giá trị của người phụ nữ ở những nước tân tiến, nó có giá trị cao hơn, đáng tiếc phải nói câu này, là có giá trị cao hơn người phụ nữ trong Việt Nam, như là quý vị đang nhìn, nghĩa là gọi là chân dài hay là bỏ một cái số tiền là có thể sử dụng được người đàn bà, cái đó nó không còn nữa. Phải thay đổi cái tư duy đó để có thể hội nhập với thế giới tân tiến. Thành ra đối với tôi, cái damage, những cái mà bị ảnh hưởng của cái sự việc này đó, hai điều đối với cả một dân tộc, thì là cái về vấn đề ngoại giao có thể bị một cái giá trị nó thấp đi. Rồi về vấn đề nội bộ thì tôi nghĩ rằng là ông Lương Cường đã mang một vòng kim cô rất là nhẹ, không đến nỗi như là gai góc lắm, nhưng mà rất là nhẹ. Nếu cần sử dụng thì sẽ sử dụng, mà tôi hy vọng là ông Lương Cường sẽ học đi play golf để có thể ra ngoài sân golf với lại ngài Tô Lâm để có thể giải quyết những câu chuyện một cách êm thấm ở ngoài sân golf. Đó là cái nhận định của tôi đó, thưa anh Phương. Vâng, chúng tôi xin mời tiếp theo ông Lê Minh Nguyên, mà để ông có giơ tay nếu chúng tôi nhìn được không? Vâng, thì tôi thấy cái vấn đề này á, qua những gì báo chí đăng á, về ông Lại Đắc Tuấn á, thì tôi thấy nó chưa cấu thành tội phạm. Thứ nhất á, là đi vào phòng ngủ thì mặc đồ lót á, thì cái chuyện đó bình thường. Ở cái người ở trong phòng ngủ mặc đồ lót, cái chuyện đó bình thường. Còn cái chuyện mà ông nói là ông nhức đầu, ông nhờ massage đầu á, thì cô này có thể là từ chối không massage. Mà nó mà cô có massage đi nữa thì đó là tôi nhức đầu, massage là có cái sự thỏa thuận. Do đó cái thực sự của vấn đề á, tôi nghĩ nó xa hơn là cái gì báo chí đăng. Nó xa hơn, tức là nó có một cái sự vi phạm nặng nề đối với cái cô này. Nhưng mà vì cái thể diện quốc gia, là hai bên sẽ thương lượng với nhau, thì thể diện quốc gia, thành ra chỉ nói trên báo chí là vấn đề vào với cái phòng ngủ mà cô này, ông này mặc quần lót và đòi massage đầu. Thì về vấn đề mà thể diện quốc gia, thành ra do đó họ sắp xếp để cho nó êm thấm hơn. Bởi vì khi ra tòa thì ông này bị còng tay và ông này bị kết án là không được trở lại chí lợi trong 2 năm, thì điều đó có nghĩa là đã cấu thành tội phạm thì mới ra tòa án và có những cái kết luận như vậy. Trở lại cái vấn đề ông Lương Cường á, thì là dĩ nhiên như anh Quy Vũ hồi nãy vừa có nói đó, là Việt Nam nó có cái tập tục là trách nhiệm của người đứng đầu, thì đó là cái cách để họ nói, để giữa những cái phe phái họ đấm đá với nhau, họ có cách để mà họ tấn công đối thủ. Trong khi đó thì cái đại hội 14 thì nó còn chừng một năm nữa là nó xảy ra. Thì cái giới đại hội 14 này, những cái lực lượng mà gọi là chống ông Tô Lâm mà quy tụ sau ông Lương Cường á, thì họ sẽ bị kẹt ở cái điểm là ông Lương Cường ông bị cái phốt trách nhiệm của người đứng đầu. Và cái phe của mà gọi là chống ông Lương Cường á, là có thể họ dùng cái sự kiện này để mà họ làm một cái tấn công chính trị ông Lương Cường. Thành ra dù muốn dù không thì ông Lương Cường ở cái thế là bất lợi về chính trị. Còn nếu mình nói là ông Lương Cường có thể ra sân góp mà nói chuyện với Tô Lâm thì dĩ nhiên là cũng có thể làm điều đó, nhưng mà nếu mà hai đối thủ mà dù có nói chuyện ngọt ngào ở ngoài sân góp thì cũng nhu cầu của cái vấn đề tranh chấp quyền lợi chính trị thì họ cũng vẫn phải là sử dụng cái những cái phương tiện. Nó có cái điều lý thú là cái chuyện này thì trong báo chí trong nước không dám đăng, cũng như là cái vấn đề ông Tô Lâm đã từng ăn bò giác vàng thì trong nước cũng không dám đăng. Nhưng mà những cái vi phạm của những nghệ sĩ, vi phạm của ông trước đây, cách đây chừng khoảng gần 10 năm, của một cái người nghệ sĩ đi qua California về vi phạm tình dục, cũng như là hai cái vị nghệ sĩ đi qua Tây Ban Nha chẳng hạn, thì báo chí trong nước lại được đăng rất là rầm beng lên. Thì điều này cho thấy rằng cái văn hóa của ở trong nước là muốn bảo vệ đảng,
và bảo vệ uy tín nhà nước. Mà nếu bà bảo vệ như vậy thì tức là bảo vệ cái văn hóa của cái giai cấp gọi là thống trị giai cấp trên trước, muốn làm gì thì làm. Và với cái văn hóa như vậy mà cứ bảo vệ thì trong tương lai tôi e rằng là những cái vấn đề như thế này nó sẽ tiếp tục bị được xảy ra nữa, thì nó là không tốt cho cái khuôn mặt cũng như cái đất nước Việt Nam. Dạ xin hết. Và thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thanh cùng toàn thể ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin quý vị hãy bấm like và viết nhiều comments cũng như chia sẻ các nội dung của KTV tới nhiều người để biết. Đây là cách có thể góp phần chấn hưng dân khí, nâng cao dân trí của con người cũng như xã hội Việt Nam, với mục đích để góp phần đưa đất nước Việt Nam phát triển đi đến thịnh vượng, giàu mạnh và mọi người ấm no hạnh phúc. Xin chúc quý vị một ngày an lành, vui vẻ và hạnh phúc, và xin gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.